chương 2080, ngũ chảm. Tuy rằng Lăng Hàn và Nữ Hoàng còn không có chính thức ngũ chảm, nhưng thực lực của bọn họ lại tới gần dương hồn. Loảng xoảng đại địa sấm sét tia chấp dài mấy vạn trượng bổ xuống, giống như muốn cứng rắn xé rách cả trời đất. Lăng Hàn ung dung chống đỡ, bất diệt thiên kinh được triển khai ra, hắn tự phát nát thần cốt, tiếp nhận thiên kiếp nhấn chìm ngột rửa. Chuyện này đã thành chuyện tất nhiên hắn cần phải làm mỗi lần vượt qua thiên kiếp. Nữ hoàng không biến thái giống như hắn vậy, nàng chỉ hóa ra chín phân thân, mỗi người phong hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt. Nàng dơ cao bàn tay trắng truyền, đối đầu với lực lượng cường đại đáng sợ nhất trong thiên địa. Âm, um, âm, um, âm, um, lang Hàn vẫn ung dung như thường, hắn thắng ở phần thể phách mạnh mẽ, cho dù là dương hồn kiếp chống lại thể phách của hắn hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể lột đi một ít ra mà thôi. Nếu như hắn không có chủ động đánh nát thần cốt, hoàn toàn có thể nằm vượt qua dương hồn kiếp. Nữ hoàng cũng không quá khó khăn, 10 thể chia sẻ áp lực, tuy rằng không bằng thể ung dung được bằng lăng hàn, nhưng cũng không có lộ ra vẻ tốn sức. Đây là tác dụng kỳ diệu của tiên thiên đào phù, lừa trời dối đất. Lăng hàn không khỏi thầm nghĩ, nếu như có đầy đủ tiên thiên đào phù, vậy số lượng cường giả trên đời này nhất định sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Cái này cũng không khoa trương, 100 người độ kiếp chắc hẳn có phân nửa trực tiếp biến mất ở trong thiên kiếp. Trong phân nửa còn lại, có phân nửa khả năng bị thương nặng. Kiếp này lại không còn sức lực thẳng tiến lên cảnh giới cao hơn chỉ có tối đa một phần tư người mới có thể vượt qua thiên kiếp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tiểu tháp mở miệng, đầy cao ngạo, ta hình như không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Lăng Hàn nhe răng, tiểu tháp này trung quy thích đả kích hắn, làm vậy đối với nó rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Tiểu tháp không để ý tới lời hắn nói, lại tiếp tục nói. Thời gian lần đầu tiên sử dụng tiên thiên đào phù có hiệu quả tốt nhất. Nhưng cũng giống như liên tục dùng đan dược, hiệu quả lần sau đều không thể bằng được lần trước ngươi thật sự cho rằng trời đất có thể lừa mãi được sao a à, lang hàn kêu lên một tiếng thì ra là thế cho dù là ở trong đại giáo tiên thiên đào phù cũng chỉ được sử dụng khi vượt qua ngũ trảm thiên kiếp nếu như những thiên kiếp khác đều cần dùng đến tiên thiên đào phù vậy người này cũng quá phế vật quả thực chính là lãng phí tiểu tháp khinh thường nói tiên thiên đào phù mặc dù là do thiên địa bản nguyên biến thành ở trình độ nhất định có thể đồng hóa võ giả khiến cho trời đất xem như là một thể uy lực của thiên kiếp tự nhiên giảm mạnh, nhưng chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng lại lần thứ hai. Nếu như vẫn sử dụng tiên thiên đào phù, chúng sẽ bị trời đất xuyên qua, vậy tất cả thiên kiếp trước đó đều sẽ lại gia tăng, hơn nữa còn tăng lên gấp 10 lần. Vậy làm thế nào chống đỡ được? Lăng Hàn Á khẩu không trả lời được, hắn không ngừng thở dài, hắn chỉ là cảm khái một chút, vì sao tiểu tháp lại nói nhiều như vậy? Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy sao? Ta có dự cảm, sau khi ngươi tiến bước lên ngũ trạm hắc tháp sẽ có biến hóa lớn. Giọng nói của tiểu tháp đột nhiên biến đổi, tuy rằng giọng nói của nó vẫn là giọng điệu khiến người ta tức chết. Nhưng lần này, Lăng Hàn có thể cảm ứng được, trong đó lại có một tia chờ mong. Cái này đặt ở trên người khí linh, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái tên tam giới tháp này, Lăng Hàn và tiểu tháp đều cố ý tránh không nhắc tới. Cho dù chỉ là thần thức giao lưu cũng sẽ không đề cập tới. Sau khi Lăng Hàn sửng sốt một hồi, nói, kỳ quái, ta vừa rồi không có nhảy vào cảnh giới mới, vì sao đột nhiên lại biến hóa. Còn là biến hóa lớn, ngũ trảm, chém ra thiên địa, tự thành một khối. Người tức là trời đất, người tức là vũ trụ, tiểu tháp lo lắng nói, lần này giọng nói lại biến trở về bình thường, đó là nguyên nhân khiến rất nhiều tiên vương đều không có thể ngũ trảm. Đây mới là nhảy vào ngưỡng cửa thứ nhất của lĩnh vực trí cao. Ngươi không thành tựu được ngũ trảm, sau khi ngươi tiến lên phần hồn, ta sẽ rời khỏi ngươi. Bởi vì, Người không chịu được sứ mệnh được ta ban cho lúc này tiểu tháp nói rất trực tiếp không còn che che giấu giấu nữa trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lăng hàn cũng không biết là cảm nhận thế nào cùng tiểu tháp làm bạn nhiều năm như vậy hắn đã quen với sự tồn tại của nó Rột nhiên nghe được tiểu tháp việt tình nói ra lời rời đi như vậy khiến cho trong lòng hắn ngũ vị đều đủ cả hiển nhiên trên thực tế thật ra tiểu tháp cũng không thật sự nhận hắn làm chủ từ trước tới nay tiểu tháp cũng chưa từng thừa nhận qua hắn là chủ nhân. Từ đầu tới cuối, tiểu tháp đều quen chủ nhân hắc tháp trước đó. Không, ý chí chủ nhân hắc tháp bồi dưỡng hắn, rất có khả năng mục đích chính là ứng phó với sau này một nguy cơ cực lớn. Ngay cả biết cũng cần phải tiến lên tiên vương trước đã. Ngươi nếu không đi được, vậy thay đổi người. Có lẽ hắc tháp xuất hiện ở đại lục hàng thiên, đó là bởi vì hắc tháp từ bỏ một người lựa chọn. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tiểu tháp nói, từ đầu đến cuối, người đều là người thừa kế duy nhất của hắc tháp người an ủi ta như thế sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đang nói với ta cho có lệ lang hàn cười nói hắn đã khôi phục lại bình thường không quan tâm như thế nào hắc tháp ở trên con đường hắn trưởng thành đã giúp hắn chiếu cố hắn vô số lần có thể nói không có hắc tháp có lẽ hắn có thể ở trên đan đạo đạt được thành tựu cực lớn nhưng ở trên võ đạo lại không phải như vậy bởi vì hắn căn bản không có đánh cho căn cơ vững chắc căn bản không có khả năng xông lên trình độ cao hơn có lẽ hắn đã bị Ngũ Tông luyện hóa thành một giới đan đã sớm không còn tồn tại nữa vậy hãy để cho ta chờ đợi hắc tháp biến hóa lớn Lang Hàn gây dựng lại thần cốt tuy rằng thiên kiếp còn chưa qua nhưng rèn luyện thần cốt đã hoàn thành con mắt hắn phóng ra tia sáng kỳ lạ tay phải hắn vung lên thật cao hắn muốn chém ra đao thứ năm vụt tay phải của hắn hạ xuống rõ ràng chỉ là chém ảo nhưng khi bàn tay vừa hạ xuống một đạo ánh sáng kỳ lạ phát ra sau đó hoàn toàn sáng ngời khắp toàn bộ trời đất. Bầu trời, mặt đất truyền ra những tiếng gầm lên giận dữ, căn bản không thể biết rõ là người hay là thú, chim gì phát ra, lại làm cho tâm thần người ta cũng phải run rẩy. Chương 2081, ba tầng thân tháp đều mở thượng. Loảng xoảng, tiếp theo có tia chớp đánh xuống, uy lực rõ ràng tăng vọt lên rất nhiều lần, hóa thành một đạo thiên thương, muốn cứng rắn nghiền nát lăng hàn. Dưới ngũ trảm ngay cả tiên thiên bùa đào cũng có không cách nào hoàn toàn che đậy khí thức của lăng hàn đưa tới thiên đạo mãnh liệt phản phệ lăng hàn có một loại cảm giác kỳ quái hắn hình như nhảy ra khỏi mảnh thiên địa này trước đây hắn dung nhập trong đó thật giống như một giọt nước ở bên trong biển rộng hắn là một phần tử trong đó nhưng bây giờ hắn hóa thành cá tuy rằng vẫn không rời khỏi biển này nhưng thỉnh thoảng lại có thể nhảy ra khỏi mặt nước lấy một loại góc độ khác để nhìn thế giới này thiên đạo cách xa mình nhưng ngược lại rất dễ nắm chắc. Lăng Hàn dâng lên một loại cảm giác thấu hiểu, thảo nào Thiên Kiêu Ngũ Trảm tất thành Tiên Vương, thì ra là thế. Om, trong cơ thể hắn tản ra ánh sáng rất ôn hòa, lại rất bá đạo. Đây không phải là tiên quang, nhưng lại còn sáng hơn so với tiên quang. Đây là đạo ánh sáng, thuộc về bản thân hắn, chém ra thiên địa, tự thành một thế giới. Hắn là một giọt nước ở bên trong biển rộng, lại có thể nhảy ra khỏi biển lớn như vậy. Thời điểm khi hắn đủ cường đại, bản thân chính là một biển rộng ầm um, đột nhiên trong cơ thể hắn có sóng lớn điên cuồng mãnh liệt phun ra đạo ánh sáng yếu ớt vừa rồi lập tức bị che đi bị ánh sáng mãnh liệt chiếm lấy thời gian không gian giết chóc ba loại quy tắc trí cao vô thượng đồng thời chấn động ở trong cơ thể lăng hàn cũng không thể nắm bắt tìm hiểu ba tầng còn lại trên thân tháp của hắc tháp đều mở ra lăng hàn cũng hoàn toàn không ngờ được biến hóa lớn mà tiểu tháp nói tới lại có thể lớn tới như vậy ba tầng thân tháp đều mở ong tam giới tháp chìm nổi ở trong đan điền của hắn thân tháp chín tầng đồng thời phát sáng lưu chuyển ra trấn áp chư thiên nối liền khí tức vạn cổ vô thượng sao vĩnh xương tiên vương khẽ nhíu mày ngay vừa rồi hắn lại có thể cảm ứng được một khí tức trí cao vô thượng trình độ vượt xa so với hắn tiên vương cửu trọng có lẽ còn muốn mạnh hơn làm sao có thể vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hình như chuyện gì đó ly kỳ cổ quái đều tập trung cùng lúc phát sinh. Tay chân Lữ Hải Dung lại không ngừng run rẩy nàng đã từng tiếp xúc qua với khí tức như vậy, là vị đại nhân kia sao? Giữa sườn núi, lăng hàn không kịp nhìn hắc tháp biến hóa. Hắn giờ quyền hướng lên trời, đón đỡ thiên kiếp đang càng trở nên cuồng bạo hơn. Thật ra, hắn có thể chậm một chút nữa chém xuống một đao này. Như vậy cho dù trời đất tức giật, nhưng nhiều lắm chính là lại đánh xuống một đạo thiên kiếp, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua. Nhưng Lăng Hàn lại muốn thử xem, thiên kiếp như vậy rốt cuộc phải đáng sợ tới mức nào. Hắn muốn bước trên võ đạo đỉnh phong, nhất định phải vượt qua tất cả thiên kiêu. Bởi vậy, hắn cũng muốn chiến thắng một vài đối thủ mà trong mắt các thiên kiêu xem ra cũng không có khả năng chiến thắng. Hơn nữa, hắn còn có tiên thiên đào phù chân áp. Nếu như thiên kiếp như vậy hắn cũng không thể vượt qua, hắn cũng quá tệ hại. Thình thịch, hắn đối kháng với thiên kiếp, chỉ là một lần phát nổ, hắn đã cảm giác cánh tay của mình có chút tê dại. Điều này làm cho hắn có chút chấn động kinh sợ. Phải biết rằng khí lực của hắn hiện tại cường đại tới mức nào, đó là cường giả âm hồn cũng rất khó có thể thương tổn được tới hắn. Nhưng bây giờ, lại có thể chỉ vì một đòn mà cảm thấy tê dại. Chỉ có điều, thoải mái, trong cơ thể lăng hàn điên cuồng phun ra lực lượng đáng sợ. Sau khi hắn chém ra thiên địa, trong đan điền phát sinh biến hóa không hiểu nổi. Nó không còn hấp thu linh khí từ trong thiên địa chuyển hóa thành nguyên lực nữa, mà là mình hóa thành một mảnh mưa sao. Trước đó, hắn tu luyện ra chư thiên vạn tinh, nhưng đây chẳng qua là hiện tượng giống như vậy mà thôi. Chỉ có thể chứa đựng nguyên lực, nhưng bây giờ lại khác, những tinh thể đó đã hóa thành ngôi sao thật sự, có lực lượng vô cùng đang chăm sóc ngược lại. Thảo nào ngũ chảm mạnh như vậy, có thể địch nổi cường giả dương hồn. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, hắn lại dùng lực phá trời cao, lăng hàn gào to một tiếng, cùng sấm xét chiến đấu kịch liệt. Từng quyền từng quyền nổ mạnh, âm âm. Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy hóa thành nguyên lực đều quấn ở trên nắm đấm của hắn, hình thành từng ký hiệu đại đạo, đồng thời ở trong quá trình này không ngừng lớn mạnh. Thiên địa bản nguyên nhất định có thể đạt được Tiên Vương cảnh, nhưng có thể trở thành Nhất Trọng Thiên, lưỡng trọng thiên vẫn bát trọng thiên, cửu trọng thiên lại không nhất định. Cho nên Lăng Hàn phải không ngừng rèn luyện bọn chúng. Bên kia, thiên kiếp của nữ hoàng cũng sắp đến thời điểm cuối. Nàng làm theo khả năng, cũng không chém ra đao thứ năm quá sớm, mà đợi đến một đạo thiên kiếp cuối cùng đánh xuống. Nàng mới chém ra đao thứ năm. Bởi vậy, tuy rằng trời đất tức giận, nhưng cũng không có cách nào bắt được nàng. Hai người nếu như đồng thời độ kiếp, thiên kiếp của nữ hoàng kết thúc, thiên kiếp của Lăng Hàn đương nhiên cũng kết thúc. Hai lôi vân gần như là trong cùng một lúc tản đi. Lăng Hàn và nữ hoàng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngũ Trảm, từ giờ khắc này, bọn họ cuối cùng đã bước vào hàng ngũ Thiên Kiêu đỉnh cấp, không để cho đám người Nghiêm Tiên lộ, Sơn Quý đồng giành đứng ở phía trước nữa. Tiểu tử không nên đắc ý, cho dù là ngũ trảm cũng có phân biệt mạnh yếu. Tiểu tháp cảnh cáo nói, Lăng Hàn gật đầu, chỉ lấy ba người nghiêm tiên lộ, Sơn Quý Đồng, Lao Tùng mà nói, rõ ràng nghiêm tiên lộ còn mạnh hơn. Có lẽ mạnh đến nổi còn không phải chỉ là một chút. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng phải liên thủ mới có khả năng đối đầu được với hắn. Thành tựu ngũ trảm, chỉ là bước vào cánh cửa, có thể đi được bao xa, lại còn phải xem cố gắng của mình. Thật không có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tu luyện, bao giờ cũng giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất phải lùi. Hắc tháp, ba tầng còn lại đều đã mở ra, có phát sinh biến hóa gì sao? Lăng Hàn hỏi, có thể vận dụng dòng thời gian tăng nhanh. Tiểu tháp nói, kích phát hiệu quả của tiên dược nâng cao lên gấp trăm lần. Còn nếu như giới hạn ở bên trong một khu vực nhỏ, có thể đạt được gấp ngàn lần. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ, nói. Nói cách khác, ta ở trong hắc tháp luyện đan, có thể nâng cao tốc độ lên gấp ngàn lần chương 2082, ba tầng thân tháp đều mở hạ. Đúng vậy, tiểu tháp gật đầu, lang hàn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, muốn tìm hiểu, vẫn là ở dưới tàng cây luân hồi tốt hơn. Chỉ có điều đây chẳng qua là trạng thái tinh thần tăng nhanh. Nếu cũng thêm cả thân thể vào trong đó, vậy tất nhiên là hiệu quả tăng nhanh của hắc tháp càng trâu bò hơn. Mặt khác, người còn có thể tìm hiểu quy tắc thời gian, không gian và giết chóc. Tiểu tháp tiếp tục nói, quá tuyệt vời, cái này, tam giới tháp xem như là khai hỏa toàn bộ uy lực. Mặt khác, người còn có thể trong một giới hạn lấy ra lực của hắc tháp, phóng ra lực thời gian, không gian và giết chóc. Người cứ ở lại đây từ từ suy nghĩ đi, tiểu tháp nói, được rồi, hiện tại không nên làm phiền ta, ta cũng muốn nâng cao bản thân mình một chút, để thích ứng năng lực mới. Cái tiểu tháp cao ngạo này, rõ ràng là tự mình nói một thôi một hồi, lại có thể trách ngược lại hắn. Chỉ có điều, biết là tốt rồi, không cần để ý tới nó. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng cười nói: "Chúng ta đi thôi, tuy rằng bọn họ tốn hết hơn 10 ngày, nhưng chưa chắc đã không có cách nào tranh đoạt được vị trí đầu tiên, bởi vì bọn họ cũng đã đi 10 tháng còn chưa có lên tới đỉnh. Có thể thấy được ngọn núi này có cao tới mức nào. Lãng phí 10 ngày quả thật có ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Nói ví dụ như, hiện tại cũng không có ai đuổi theo. Đây là chứng cứ rõ ràng, đương nhiên cũng có thể những người khác không đi theo con đường này." không phải chỉ có một con đường này mới thông lên được tới đỉnh núi. Hai người tay kéo tay, sóng vai rời đi, mây mù lượn quanh, lập tức lại có ký ức tiên vương mới diễn hóa thể xuất hiện. Nhưng lần này lại biến thành cấp bậc dương hồn, quả nhiên, trời đất giao cảm, sẽ vì mỗi người cảnh giới khác nhau mà đưa ra sự điều chỉnh. Cho nên cảnh giới cao cũng không phải là có ưu thế gì, mà là thực lực cùng dai đánh một trận mới quyết định được tốc độ đi tới phía trước. Tới chiến đấu, Lăng Hàn cười ha ha hắn cũng đang muốn thử năng lực mới của hắc tháp một chút hắn cuối cùng có thể sử dụng hắc tháp một chút điều này làm cho hắn hết sức tò mò rốt cuộc có thể đạt được trình độ thế nào tam giới tháp ít nhất là bảo khí cấp bậc tiên vương cửu trọng hoàn toàn phát huy hiện tại tam giới tháp có thể địch nổi tiên vương như vậy dùng một chút có giới hạn thì sao lang hàn cùng một tên diễn hóa thể giao đấu hắn chỉ chống đỡ không đánh trả để tránh không cẩn thận lại đánh nổ đối phương sau đó hắn khai thông hắc tháp vận dụng lực thần bí của thời gian, không gian và giết chóc thế nào. Lấy ngộ tính của hắn, lại thêm hắc tháp vốn ở bên trong cơ thể hắn, hắn rất nhanh đã thoáng lộ ra một vẻ hiểu rõ. Hắn nhìn về phía một vị diễn hóa thể ấn qua, thu, toàn thân diễn hóa thể này nhất thời phát sáng, hiện ra từng ký hiệu đại đạo, nhưng lại không có phát sinh biến hóa gì. Thu không được sao, lang hàn kinh ngạc, hắn là muốn vị diễn hóa thể này trực tiếp thu vào trong hắc tháp, nhưng lại thất bại. Vậy đổi một chút, hắn cười nói, lại là một trưởng ấn ra. Cát, xoẹt xoẹt xoẹt, mấy đạo phong nhận vọt ra, chém về phía diễn hóa thể này. Mỗi một đạo phong nhận đều chỉ dài có một thước, đã có ký hiệu đại đạo đang nhảy nhót, dẫn động lực lượng thiên địa, gia tăng đến mức đáng sợ. Phong nhận đảo qua, diễn hóa thể này lập tức bị trẻ nát thành cặn bã. Cái này đã giải quyết xong, mạnh mẽ, bản thân Lăng Hàn cũng có thể giải quyết được diễn hóa thể này, nhưng tuyệt đối sẽ không được dễ dàng giống như vậy. Tam giới tháp, không hổ danh là trí bảo đây chỉ là dùng một chút địa chấn trong giới hạn, hơn nữa còn phải bị giới hạn cảnh giới của hắn, uy lực này lại đáng sợ như thế, vậy sau này còn thế nào, chỉ có điều, vì sao trước đó hắn không thể nhận lấy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trong lòng có một tia bừng tỉnh. Sau khi thu vào hắc tháp, vậy phải thật sự hoàn toàn nằm ở bên trong sự khống chế của hắn. Như vậy tất nhiên yêu cầu hắc tháp phát huy ra uy lực nghiền ép gấp đối thủ mấy lần mới có khả năng thu vào hắc tháp đương nhiên mạnh mẽ hơn so với diễn hóa thể này. Nhưng bây giờ uy lực có thể phát huy ra vẫn còn không có cách nào đạt được tới mức gấp mấy lần. Nữ hoàng tốn một ít động tác mới có thể giết chết diễn hóa thể này. Thứ nhất, chiến lực của nàng thua lăng hàn. Thứ hai nàng cũng không có dùng lực tiên thai. Thứ ba nàng càng không có hắc tháp. Bởi vậy tốc độ của nàng phải chậm hơn một chút. Tiếp theo, đối thủ lại hiện ra. Thời gian trôi qua, lăng hàn vận dụng quy tắc thời gian. Sau một trường ấn ra, vị diễn hóa thể này trực tiếp tiêu tan. Không phải là bị lực lượng khủng khiếp chấn động vỡ nát, mà là trong một trường này của hắn diễn hóa thành thời gian tăng nhanh vô tận, trực tiếp thúc giục đối phương đến mức chết giả tiêu tan. Dĩ nhiên, nếu như đổi lại đối thủ thành một người bình thường, hiệu quả kia tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy. Bởi vì thảo nguyên của tiên nhân vô hạn, dòng thời gian tăng nhanh biến chất thì đã có sao? Chịu ảnh hưởng chỉ là công kích mà thôi, nhưng những diễn hóa thể lại khác, bọn họ là do lực lượng thiên địa hình thành, tuyệt đối không thể tồn tại trong thời gian quá lâu. Bởi vậy ở dưới thời gian tăng nhanh liền nhanh chóng tan rã. Tiếp theo, Lăng Hàn dùng thử quy tắc giết chóc, một kiếm của hắn xẹt qua, sát khí trùng thiên, trong nháy mắt lại xé nát diễn hóa thể này thành mảnh nhỏ. Ba đạo lực quy tắc đều có uy lực mạnh đến nổi kinh người. Sau khi thử qua, trong lòng Lăng Hàn hiểu rõ, hắn cũng tiếp tục không lãng phí thời gian nữa. Vừa nhìn thấy diễn hóa thể xuất hiện, hắn liền trực tiếp ra tay, một đường quét ngang. Tốc độ so với lúc trước rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Trước đó, hắn và nữ hoàng chỉ là hoàng giả. Tuy rằng thực lực diễn hóa thể cũng muốn yếu đi rất nhiều, nhưng lực nhìn ép của đế giả đối với cùng giai lại hoàn toàn khác với hoàng giả. Lăng hàn chủ công, nữ hoàng gần như không cần ra tay. Tốc độ hai người tiến lên phía trước nhất thời tăng vọt, đi về phía đỉnh núi. Chớp mắt một cái, lại mấy ngày trôi qua, nghiêm tiên lộ hùng tâm vạn trưởng, đỉnh núi đã ở gần trong gang tắc, hắn có thể khẳng định phần cơ duyên thiên địa lớn cai còn không có bị người nào lấy đi. Quả nhiên, hắn mới là người nhất định có thể thành vương. Tuyệt thế thiên kiêu, chương 2083, cơ duyên hiện. Hắn đi nhanh, mây mù tản đi, chỉ thấy phía trước có một tảng đá lớn, phạm vi một trường. Ở phía mặt ngoài bằng phẳng, có thể thấy có từng ký hiệu đang chấp động. Hình như chúng có tính mạng, đang thoáng động. Đây là tảng đá lớn vĩnh xương tiên vương ngồi ở trong lúc ngộ đạo. Một kỳ nguyên đã trôi qua, Vết tích đại đạo chẳng những không có biến mất, ngược lại ở dưới sự gia tăng của thiên địa, lại xuất hiện biến hóa đặc biệt. Cũng không phải mỗi một tiên vương thời điểm thành đạo đều có thể dẫn động thiên địa giao cảm, lưu lại thứ chân quý như vậy. Cũng chỉ có loại cấp bậc đại năng siêu cấp giống như Vĩnh Xương tiên vương mới có thể làm được. Hiện tại điều hắn muốn làm, chính là ngồi ở trên tảng đá lớn. Tiên vương thành đạo, thiên địa sinh ra ánh sáng rực rỡ. Trên khối đá lớn này lưu lại một chút xíu nguyên lực của tiên vương nhưng trải qua một kỳ nguyên diễn hóa, phần nguyên lực này hóa thành bí bảo vô thượng, có thể nâng cao toàn diện cho võ giả. Thật ra, cái đó và Thiên Hỏa Tiên Vương hóa đạo thành Tiên Vương Diễm cũng không có khác biệt cho lắm. Chỉ là Thiên Hỏa Tiên Vương càng quyết đoán hơn, bản thân mình cũng đem đi luyện hóa. Không giống với Vĩnh Xương Vương, chỉ là lưu lại một chút xíu lợi ích. Bởi vậy, cái này còn xa mới có khả năng so sánh với Diễm Tâm của Thiên Hỏa Tiên Vương. Nhưng một kỳ nguyên được thiên đại gia tăng, nó vẫn là trí bảo trong trí bảo gần hơn, gần hơn, cho dù là Nghiêm Tiên Lộ cũng lộ ra một tia vẻ kích động. Chỉ cần ngồi ở trên khối đá lớn này, một kỳ nguyên thiên địa tích lũy sẽ gặp tràn vào bên trong cơ thể hắn, cho hắn tạo hóa vô tận, rất có khả năng đuổi kịp mấy yêu nghiệt nghịch thế kia. Bước chân của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần, đó là bởi vì trong lòng hắn đang vô cùng kích động. Tảng đá kia giống như có sinh mạng, là bởi vì thiên kiêu ở chỗ này đủ nhiều, chiến đấu cũng đủ kịch liệt, lúc này mới khiến cho thiên địa giao cảm cộng hưởng cùng đá tiên vương thành đạo hình thành biến hóa đặc biệt nào đó một bước hai bước ba bước bàn chân của hắn càng lúc càng bước nhanh khoảng cách với khối tiên thạch kia cũng chỉ còn lại có gang tấc đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảnh báo mãnh liệt tay hắn chợt nhấc lên trong lòng bàn tay tuôn ra một quang phù màu trắng sau đó phóng đại hiện ra một con huyền quy màu vàng đất thình thịch một đạo công kích đánh lại va chạm phía trên quang phù Nhất thời hư không đều rung lên, dường như không gian sắp bị xé rách. Sơn Quý Đồng, Nghiêm Tiên Lộ không hề quay đầu lại, thản nhiên nói: "Ngươi có phải đang hối hận, không nên mời ta qua có đúng không?" Sơn Quý Đồng từ phía xa đi ra, thần sắc ung dung, giống như đang đi dạo ở trong sân đỉnh vắng vẻ. Nghiêm Tiên Lộ cười nhạt, hắn lại không hề nhìn Sơn Quý Đồng, mà là nhìn chằm chằm vào một góc khuất khác, nói: "Lao huynh, còn không ra, muốn trốn tới khi nào?" Sơn Quý Đồng nhất thời biến sắc, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện còn có Lao Tùng đang âm thầm chú ý tới bọn họ. Nếu như hắn vừa cùng nghiêm tiên lộ chiến đấu kịch liệt, vậy rất có khả năng sẽ bị đối phương nhân cơ hội cướp mất cơ duyên. Vấn đề lại ở trong này, hắn không có phát hiện ra Lao Tùng, nhưng nghiêm tiên lộ lại phát hiện ra. chí ít ở trên phương diện lực nhận biết này, hai người thật sự có tranh lệch hơi lớn. Đương nhiên cũng có thể là nghiêm tiên lộ đang cố làm ra vẻ huyền bí, muốn quấy dày đạo tâm của hắn. Ha ha, nghiêm huynh quả nhiên hiểu biết thông tuệ, ta tự tin xá tức tiên công của ta có thể giấu giếm được được cả phân hồn cảnh. Không ngờ lại bị nghiêm huynh liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Trong một tiếng cười khẽ vang lên, lao tùng đi ra. Sắc mặt sơn quý đồng vốn đã khó coi, hiện tại không khỏi càng biến thành màu đen. Quả nhiên, lực cảm ứng của nghiêm tiên lộ vượt lên trên bản thân mình. Nghiêm tiên lộ cười nhạt, nói, ta ngược lại cũng không phải phát hiện ra sự tồn tại của lao huynh. Chỉ là ta nghĩ, nếu Sơn huynh đã xuất hiện, vậy Lao huynh chắc hẳn đang ở gần. Ta nhổ vào, thì ra lại là đang phô trương thanh thế. Sơn Quý đồng nhất thời có cảm giác khó chịu muốn thổ huyết. Thật không nghĩ tới Thiên Kiêu giống như Nghiêm Tiên Lộ lại có thể cũng sử dụng cách gian trá như vậy. Nếu chẳng may Lao Tùng thật sự không có ở chỗ này, chẳng phải là ném hết mặt mũi sao? Gương mặt Lao Tùng vốn đang tươi cười không khỏi trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tiên Lộ, đột nhiên lại thể hiện ra vẻ tươi cười hơn nữa có cảm giác quyến rũ mãnh liệt nói không hổ danh là nghiêm huynh tâm trí thực lực đều đứng đầu thế gian nghiêm tiên lộ chỉ cười chỉ có chính hắn mới biết được hắn quả thực cảm ứng được sự tồn tại của lao tùng bởi vì hắn là tiên đạo thể tương hợp cùng đại đạo như vậy bên cạnh có thêm một người khác hắn làm sao có thể không cảm ứng được cái này cũng không cần nói có chút năng lực chỉ cần hắn biết là được cơ duyên ngay ở trước mặt người nào có thực lực mạnh hơn người đó được hắn nói, khi thế toàn thân nhất thời biến đổi, ban đầu hắn giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, nhưng lại cắm ở trong vỏ, phong quang không hiện. Nhưng bây giờ thần kiếm lại được rút ra khỏi vỏ, tản ra ánh sáng kinh thiên. Hai người các ngươi cùng lên đi, hắn nhìn về phía Lao Tùng và Sơn Quý Đồng nói, giọng nói ung dung, hình như lời nói ra chẳng qua chỉ là một câu nói rất bình thường. Nghiêm tiên lộ, người thật sự ngông cuồng, Sơn Quý Đồng lộ ra vẻ tức giận, tuy rằng nghiêm tiên lộ quả thực có thanh danh hiển hách, có danh xưng là người đứng đầu chảm trần nhưng mọi người đều là đế giả làm sao có thể tranh lệch lớn như vậy được cần hai người liên thủ mới có khả năng địch nổi sao đó chính là điên cuồng vô tri nghiêm tiên lộ đứng chắp tay thản nhiên nói ngông cuồng hay không ngông cuồng sau khi các ngươi ra tay chẳng phải sẽ biết sao nghiêm huynh khí phách tốt lao tùng cười nói dáng vẻ tươi cười đặc biệt quyến rũ chỉ nhìn gương mặt này của hắn thật sự có một loại cảm giác giống như hắn là nữ nhân mặc nam trang Hắn giơ tay lên, ngón tay hình lan hoa chỉ hơi nhếch lên. Chỉ có điều, Nghiêm huynh ngàn vạn lần không nên tự tìm khó dễ cho mình. Sơn Quý đồng ngược lại cũng không phản đối, thanh danh của hắn đã không cần chiến thắng ai đó để nâng lên. Bởi vậy, cho dù hắn cùng Lao Tùng liên thủ chiến đấu với Nghiêm Tiên Lộ thì như thế nào, có người nào dám nghi vấn tư cách thiên tài của hắn sao? Chương 2084, đế giả chân chính. Chỉ là giáo huấn một kẻ có lòng tự tin bay lên trời mà thôi. Được, nghiêm tiên lộ, tới chiến đấu đi. Sơn quý đồng ra tay trước, veo, hắn hóa thành một đảo ánh sáng màu đen, chấp hiện, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt nghiêm tiên lộ, sau đó một quyền đánh tới. Đây mặc dù chỉ là một quyền, lại là kéo lên khí thế lớn của thiên địa. Trong toàn bộ thiên địa dường như chỉ còn lại có một quyền này, quay sang trấn áp nghiêm tiên lộ. Lao Tùng cũng ra tay, một cánh tay đẩy ra, hóa thành một con rắn bạc, với răng nanh rõ ràng rất dài, lại hoàn toàn không khiến cho người ta ta có cảm giác dữ tợn ngược lại lộ ra uy lực của thần thánh rắn bạc chuyển động đi sau mà tới trước lao tới quấn về phía nghiêm tiên lộ vút thân rắn lao đến trên người nghiêm tiên lộ chợt quấn lấy thân thể hắn muốn cứng rắn ép hắn thành bánh nát nghiêm huynh người quá khinh địch trong ánh mắt quyến rũ của lao tùng chấp động sự phẫn nộ bởi vì nghiêm tiên lộ căn bản không có đánh trả mặc cho con rắn bạc quấn đến trên người cho thấy sự khinh miệt mãnh liệt của hắn Nghiêm Tiên Lộ chỉ lộ vẻ tươi cười, hắn chờ đợi cho đến khi nắm đấm của Sơn Quý Đồng đánh qua, hắn mới từ từ ung dung đưa tay ra, từ trong thân rắn vùng thoát ra, một quyền nghênh đón. Ầm, um, một đạo sóng sung kích đẩy ra, ầm um, ầm um vọt về phía bốn phương tám hướng. Sau đó lại là một đợt sóng, tiếp đó lại là một đợt sóng khác, Chỉ ít có chừng trăm đợt sóng xung kích lấy hình thức ánh sáng chói lòa khuếch tán ra bốn phía, có thể nói là vô cùng hoành tráng. Sơn Quý Đồng và Lao Tùng đều biến sắc, sơn quý đồng chấn động kinh sợ nghiêm tiên lộ tùy ý đánh ra một quyền lại có thể ngăn cản được công kích của mình hơn nữa vẫn là hắn bị hại một chút bị chấn động bay ra ngoài mặc dù không có bị thương nhưng chỗ chiến lược thua kém lại rất rõ ràng mà lao tùng thì sao hắn biết rất rõ con rắn bạc quấn thân khủng khiếp tới mức nào nhưng vừa rồi nghiêm tiên lộ lại dễ dàng thoát ra được giống như đó không phải là con rắn ảo ảnh mà chỉ là một sợi dây trói không chặt nhưng sắc mặt của hai người lại khó coi hơn rất nhiều bởi vì nghiêm tiên lộ đang đồng thời đối đầu với hai người bọn họ hắn lấy một đấu với hai vẫn thoải mái thậm chí còn chiếm thượng phong điều này bảo bọn họ tiếp nhận thế nào bọn họ lại là đế giả đế giả gặp cửu thiên cúi xuống phàm trần cao cao tại thượng làm sao có thể bại được các ngươi chắc hẳn nên thể hiện thêm một chút một chút nghiêm tiên lộ thản nhiên nói thế giới to lớn thiên tài như mây các ngươi nhắm mắt làm liều tự cho mình đã trở thành đế giả, tưởng có thể là vô địch trong cùng giai sao. Đế giả cũng có phân ra cao thấp, thời điểm hắn nói ra câu cuối cùng, hắn phát ra ánh sáng vạn trường. Nhuệ khí này, thần uy này dù thế nào cũng có không cách nào che lấp được. Hắn, nghiêm tiên lộ, vương của tiên lộ, mới thật sự là đế giả. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng đều thoáng bị đoạt hồn, mặc dù chỉ là qua một chiêu, tuy rằng bọn họ cũng còn có tuyệt chiêu kinh thiên chưa có sử dụng tới. Có thể đạt tới đến cấp bậc như bọn họ, ai cường đại hơn giao thủ một cái liền rõ ràng nghiêm tiên lộ đúng là người mạnh nhất ở trong thế hệ trẻ của đông tiên vực không nói thực lực chỉ nói khi phách trước mắt này chính bọn họ rõ ràng kém hơn hắn điều này khiến cho bọn họ trung quy có một loại kích động muốn thần phục hắn đi theo hắn đánh ra thiên hạ bọn họ cảm thấy kinh hãi đường đường là một đế giả làm sao có thể đi theo người khác được nhưng kích động như vậy dù bọn họ làm thế nào cũng không thể chấn áp được lăng hàn lăng hàn đúng lúc này chỉ nghe một giọng nói từ phía dưới truyền ra tuy rằng rất gấp gáp lại có phần êm tai nói không nên lời nghiêm tiên lộ kinh ngạc hắn đương nhiên biết lăng hàn là ai nhưng nữ tử này là ai nơi này có đại đạo che lấp nhãn lực của hắn không có cách nào phát huy được đến mức tận cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ chỉ có điều bóng người này đã lập tức trở nên rõ ràng nhất thời một thiếu nữ mỹ lệ đến mức kinh người lọt vào trong tầm mắt của hắn thật là đẹp, hơn nữa còn thanh thuần, ngây thơ, tại sao có thể có nữ tử xinh đẹp như vậy, thuần khiết như thế. Cho dù với đạo tâm của Nghiêm Tiên Lộ cũng khẽ run lên, sau đó hồn lại lập tức trở về. Trước khi đạt được Tiên Vương cửu trọng, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ tới chuyện gì ngoài võ đạo. A, à, nữ tử này, hắn tuyệt đối không mời. Tuy rằng lần này có rất nhiều người tới, nhưng mỗi một người đều do Nghiêm Tiên Lộ tinh tế lựa tuyển, tuyệt không có hạng người thật giả lẫn lộn mà lấy năng lực trí nhớ của hắn mời ai bộ dạng người đó thế nào hắn đương nhiên nhớ rõ hơn nữa ở dưới chân núi hắn cũng chưa từng gặp qua người thiếu nữ này tốc độ thật nhanh hắn lập tức chấn động kinh sợ thiếu nữ này nhất định phải xuất phát chậm hơn so với bọn họ lại có thể chỉ tới chậm hơn so với mình một lúc như vậy thực lực này thực sự đạt được một tiêu chuẩn nhất định kỳ quái xuất hiện một thiên kiêu như vậy tại sao hắn lại có thể không biết được sơn quý đồng lao tùng cũng dâng lên ý tưởng giống nhau có thể chậm hơn so với bọn họ chỉ một chút xíu như vậy phần thực lực này thực sự kinh người mà mặc dù đông tiên vực có rộng lớn đến kinh người bọn họ cũng không có khả năng đi tất cả các nơi biết rõ tất cả các thiên kiêu nhưng những người nổi tiếng chắc hẳn cũng chỉ có mấy người mà thôi trời à ba người nghiêm tiên lộ có một ý niệm còn chưa có thay đổi trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động kinh sợ mãnh liệt bởi vì thiếu nữ không có khả năng chỉ đi một mình nàng còn dẫn theo một đại quân đại quân ký ức tiên vương diễn hóa thể đại quân đây là một khái niệm thế nào số lượng nhiều tới một trình độ nhất định có khả năng gọi là đại quân phía sau lưng thiếu nữ số lượng diễn hóa thể chỉ ít phải tính bằng trăm giống như ngựa hoang lao nhanh từng đợt xông qua từ mấy trăm biến thành mấy nghìn sau đó là hơn vạn trời à cho dù là thiên kiêu tuyệt đỉnh giống như nghiêm tiên lộ cũng thiếu chút nữa kinh sợ kêu lên thiếu nữ này là rốt cuộc là ai lại có thể chọc tới nhiều diễn hóa thể như vậy. Mấu chốt là, nàng lại còn có thể một đường vượt lên trước, căn bản không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Nếu không, nàng đã sớm bị chặn lại, bị những diễn hóa thể kia nhấn chìm. chương 2085, Ngộ Thương, công phu một đường chạy lên thực sự quá giỏi. Hơn nữa cũng một người chủ trương to gan lớn mật, lại dám dẫn theo nhiều diễn hóa thể như vậy. Nàng sẽ không sợ lật thuyền sao, thình thịch, thình thịch, phía trước mây mù lượn quanh, hóa thành hình một người. Sau đó bắn về phía thiếu nữ, nhưng người vừa xông lên liền bị thiếu nữ một quyền bổ sung thêm tột cước, bay đi. Người này thật mạnh, sắc mặt ba người Nghiêm Tiên Lộ đều trang nghiêm, có thể mang theo như thế một đại quân diễn hóa thể đấu đá lung tung. Đây chẳng qua là tốc độ của thiếu nữ cũng đủ nhanh, nhưng một quyền vừa rồi lại thể hiện ra hết thực lực. Một quyền đơn giản, giản dị tự nhiên, lại trở lại nguyên trạng, ngừng tụ đại đạo rót vào bên trong nắm đấm. Ta tiến tới, ai có thể ngăn cản, mau tránh ra. Mau tránh ra, thiếu nữ lao thẳng tới, vẻ mặt không thể nhẫn nhịn được. Ai không nhanh tránh ra, ta sẽ đánh bay hắn. Tuy rằng rất kiêng kỵ đối với thực lực của thiếu nữ này, nhưng cơ duyên tuyệt thế đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể nhường lại được. Cô nương, nàng là ai? Nghiêm Tiên lộ ra tay trước, từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng nghĩ qua sẽ nhường cơ duyên Tiên Vương lại cho người khác. Đây là vật trong túi của hắn, hắn mời rộng Cá Thiên Kiêu trong thiên hạ chỉ là để dẫn động thiên địa nơi đây cảm ứng mà thôi đương nhiên hắn còn đang muốn mưu đồ một chuyện lớn lần này nghiêm tiên lộ không tiếp tục chỉ phòng ngự nữa hắn chủ động ra tay chiến lực của hắn lại mạnh mẽ thêm vài phần từng sợi tóc đen trên đầu hắn lại có thể trở nên trong suốt hóa thành từng sợi khí thức đại đạo toàn thân trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo hắn lại là tiên đạo thể sơn quý đồng lao tùng đều quá sợ hãi bọn họ đã biết nghiêm tiên lộ cường đại thậm chí hai người liên thủ cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của hắn nhưng sau khi đối phương dẫn động lực tiên thai bọn họ mới biết được khoảng cách giữa hai bên lại lớn tới mức nào hóa ra đây mới là thực lực chân chính của nghiêm tiên lộ đạo tâm của bọn họ vừa tỏa ra lập tức lại khôi phục lòng tin lực tiên thai mạnh hơn chỉ khiến cho nghiêm tiên lộ có thể nắm được ưu thế ở trước tiên vương chỉ khi nào thành tựu tiên vương tất cả quy tắc đều là bình đẳng phải xem chính là ai nắm giữ được sâu hơn vận dụng tốt hơn hiển nhiên không có cơ duyên đặc biệt ở trước tiên vương trên phương diện chiến lược bọn họ rất khó có thể vượt qua nghiêm tiên lộ nhưng phải biết rằng đối với đế giả như bọn họ mà nói tiên vương mới thật sự là khởi điểm vậy người có thể cười nhất thời thì lại như thế nào có thể cười đến cuối cùng mới là hay nhất thế gian lại không phải là không có ví dụ như vậy một thiên kiêu kinh diễm nhất thời từ trảm trần đến thăng nguyên đều là vô địch trong cùng giai nhưng sau khi trở thành tiên vương lại vẫn dừng lại ở nhất trọng thiên ngay cả nhị trọng thiên cũng chưa từng tiến vào tiên vương như vậy cho dù chiến lược ở trong cùng giai lại giỏi tới mấy ngươi lại đánh thắng được tiên vương tam trọng thiên sao chỉ có điều xét trước mắt mà nói nghiêm tiên lộ tuyệt đối là vô địch nếu như thế gian còn có thể có người địch nổi hắn thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng thế nào mới vượt qua nghiêm tiên lộ vậy chính là chuyện không thể nào đây chính là lực lượng vô địch thật sự trong trảm trần cảnh thình thịch nhưng còn chưa nghĩ xong đã thấy thiếu nữ vào tới giống như một con mãnh thú hồng hoang, lại không tránh không né, đấu đá lung tung lao đến. Sau đó, thiếu nữ vung ra một quyền, đánh bay nghiêm tiên lộ. Bay, 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 mạnh mẽ giống như nghiêm tiên lộ, lại có thể không địch nổi một quyền. Hai người sơn quý đồng, lao tùng đồng thời mở ra thành hình tròn, đủ để nhét một quả trứng gà vào. Bọn họ đều có vẻ mặt giống như gặp mộng, sao có thể như vậy được, không không không, không phải nghiêm tiên lộ thật sự kém hơn thiếu nữ nhiều như vậy mà là thiếu nữ này thuộc loại lực lượng dưới sự trùng kích trực tiếp nàng mạnh mẽ vô song ngay cả như vậy cũng từ đó có thể thấy được sự cường đại của thiếu nữ quả thực nghịch thiên sau đó hai người lại buồn bực bởi vì chân thiếu nữ cũng không ngừng lại tiếp tục vọt về phía bọn họ nàng cũng không khách khí chút nào xem bọn họ trở thành kẻ địch mà nghiền ép tới bịch bịch đó chính là hai quyền đánh qua bọn họ vội vàng đưa tay lên chống đỡ nhưng bọn họ chỉ cảm thấy một lực lượng đáng sợ dâng trào lên hình như thiếu nữ cũng không phải là người mà là một vị nguyên thú cổ xưa nhất lực quyền trào lên bọn họ lại không tự chủ được bay ra trời à tại sao lại muốn đánh bọn họ bọn họ trêu ai ghẹo ai chứ thiếu nữ nhanh như gió bão vào tới phía sau lại là đại quân diễn hóa thể khủng khiếp số lượng nhiều tới mức ngay cả ba người nghiêm tiên lộ cũng có chút mệt mỏi bọn họ không dám đi tìm thiếu nữ tính sổ cái này còn có thể tính sổ được sao phía trước là đại quân diễn hóa thể đông sông tới thử hỏi có ai dám cứng rắn đối địch với mấy vạn kẻ địch cùng giai như vậy đá tiên vương thành đảo ba người nghiêm tiên lộ đều lộ ra vẻ phiền muộn bọn họ thật vất vả mới đi tới nơi này nhưng lại có thể bị một thiếu nữ thần bí cướp đi cơ duyên đáng hận nhưng sau khi thiếu nữ tiến lên phía trước nàng lại không để ý tới khối tiên thạch này mà lại chạy về phía trước đi tới đỉnh núi ở đây đã là đỉnh chung quanh chỉ có mây mù trắng xóa Khó có thể nhìn thấy được một người hay một vật nào đó. Đây là tình huống gì? Ba người nghiêm tiên lộ lại giống như nằm mộng. Thiếu nữ này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Nàng xem ba người bọn họ giống như không tồn tại sao? Nàng lại coi như không hề nhìn thấy tiên thạch. Vậy không phải là đang giễu cợt bọn họ sao? Lang hàn, lang hàn, thiếu nữ đặt hai tay ở bên miệng, đứng ở đỉnh núi kêu to. Người này tất nhiên là hổ nữ. Nhưng nàng dừng lại như thế, vô số diễn hóa thể lại đuổi theo giống như ngựa khát muốn uống suối. Tất cả đều đánh về phía sau gái nàng, từng bóng người chuyển động, trong nháy mắt lại nhấn chìm nàng vào bên trong. Ba người nghiêm tiên lộ lần lượt bị chấn động kinh hãi đến mức da đầu cũng tê dại. Bọn họ nói nàng lộn xộn, thần kinh thác loạn, nàng có bệnh sao, tuy rằng nàng quả thực rất mạnh, ngay cả nghiêm tiên lộ cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nhiều diễn hóa thể như vậy cùng tiến lên, cho dù là 10 nghiêm tiên lộ chắc hẳn cũng sẽ bị đánh cho mông nở hoa. Chương 2086, côn bằng thể Hiển uy phong thượng. Nàng làm thế nào ngăn cản được, nàng lại còn dừng lại, thực sự không biết nên nói nàng như thế nào, với sự thông minh như vậy cũng có thể tu luyện tới ngũ trảm, còn là đế giả đỉnh cấp. Đơn giản là đang kéo thấp tiêu chuẩn của bọn họ. Ầm, uhm, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong quả cầu người do diễn hóa thể hình thành, có một đạo ánh sáng phụt ra. Sau đó xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt biến thành hàng ngàn vạn đạo, uy thế chấn động vô tận thình thịch, tất cả diễn hóa thể đều bị đánh bay, sau đó bị ánh sáng chém thành cho bụi. Hổ nữ lại xuất hiện, nàng vỗ vỗ tay, có vẻ có chút bất mãn, không có tìm được lăng hàn, ta đang mất hứng, các ngươi lại còn dám đến làm phiền. Thực sự đáng ghét, ánh mắt nàng đảo qua, trong ánh mắt nàng chấp động hung tính, ba người nghiêm tiên lộ nhìn thấy, trong lòng đều thoáng động, có một loại kích động muốn né tránh. Nhưng đế giả làm sao có thể thua trên phương diện ý chí chiến đấu được. Ba người đều không sợ, cùng hổ nữ đấu mắt, hổ nữ giận dữ, nói, các ngươi nhìn ta như vậy là muốn đánh nhau với ta sao? Ba người nghiêm tiên lộ nhất thời không biết phải nói gì. Là nàng trừng mắt với chúng ta trước, có được hay không? Thế nào đảo lại trở thành chúng ta vậy? Chỉ có điều, thiếu nữ vừa rồi đã sử dụng đến loại thủ đoạn gì, lại có thể trong nháy mắt giết chết tất cả diễn hóa thể. Điều này cũng quá hung tàn đi, cho dù là cường giả dương hồn, thậm chí cường giả âm hồn cũng không thể nào làm được. Cường giả địa hồn còn miễn cưỡng, cường giả thiên hồn có khả năng giơ tay lên nghiền ép. Thiếu nữ này rõ ràng chỉ là ngũ chảm, lại nắm giữ chiến lực của thiên hồn. Không có khả năng, bọn họ thừa nhận hổ nữ cường đại, nhưng tuyệt đối không cho rằng chiến lực của đối phương có thể hung hãn như vậy. Tuyệt đối là do hổ nữ vận dụng loại bí bảo gì đó. a à, cái này hình như là đồ tốt, hổ nữ nhìn thấy được tiên thạch trên mặt đất, hai mắt lập tức phát sáng. Phút phút phút, nàng liền chạy về hướng tiên thạch không tệ, không tệ, vừa lúc đưa cho Lăng Hàn, cô nương, nghiêm tiên lộ không nhịn được lên tiếng, cái này cũng không thuộc về nàng, các người muốn cướp đồ của ta sao? Hổ nữ nhìn về phía ba người, trong mắt lộ ra hung quang, thật giống như một con cọp mẹ bảo vệ thức ăn. Trong lòng Sơn Quý Đồng và Lao Tùng nhất thời suy sụp, bởi vì không quan tâm người khác làm cái gì, đến cuối cùng bọn họ chắc hẳn bị hổ nữ đối xử như nhau. Trước đó bọn họ rõ ràng không đỡ nổi, còn bị một quyền đánh bay. Hiện tại bọn họ rõ ràng không nói gì thêm, lại vẫn bị hổ nữ ngộ thương. Quá oan ức, cô nương, nghiêm mỗ muốn xin được chỉ dạy một chút. Ý chí chiến đấu của nghiêm tiên lộ giống như lửa, hổ nữ quả thực rất mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn so với hắn. Nhưng con đường của đế giả, chính là phải một đường chiến thắng những đối thủ không có khả năng chiến thắng, cuối cùng tiến trên tuyệt đỉnh. Hắn biết mình cùng mấy yêu nghiệt nghịch thiên có tranh lệch lớn. Thạch tiên vương thành đạo này chính là cơ hội để hắn bù đắp sự tranh lệch bởi vậy hắn làm sao có thể chắp tay nhường lại cho nàng cướp đồ của ta còn muốn đánh nhau với ta hổ nữ ở trên phương diện không chịu nói lý chính là đứng đầu thế gian nàng hung tợn nhìn nghiêm tiên lộ chỉ một ngón tay ta muốn đánh nổ ngươi nàng đánh trước ầm trên lưng nàng mọc ra hai cánh mỏng tất cả đều có ký hiệu đại đạo tạo thành tản ra khí thức cổ xưa cao quý tổ bằng sơn quý đồng và lao tùng đồng thời kinh ngạc kêu lên hóa ra thiếu nữ này là truyền nhân của của một hệ nguyên bằng. Ở trong nguyên tổ, nguyên bằng tuyệt đối được gọi là cấp bậc nhất lưu. Thảo nào tốc độ của thiếu nữ này lại nhanh như vậy. Nếu không, đổi một ngũ chảm khác, đã sớm bị đại quân diễn hóa thể này đuổi theo. Vù, trong lúc hai cánh hổ nữ rung lên, đã xuất hiện ở trước mặt nghiêm tiên lộ. Sau đó chính là một quyền đánh tới. Không có quy tắc trình tự, không nói đạo lý, ta chính là một quyền đánh nổ ngươi. Nghiêm tiên lộ lộ ra một sự ảo não hắn là thiên kiêu tuyệt đỉnh là tiên thai ra đời ở trên tiên lộ nghi ngờ là được trời sinh đất dưỡng bên trong cùng giai ai cũng không thể làm nhục hắn hắn biết rõ lực lượng hổ nữ cuồng mãnh không thích hợp trực tiếp đánh nổ đối phương nhưng hổ nữ lại trực tiếp như vậy bá đạo nghiền ép qua hắn không dám trực tiếp đối kháng nhưng trên mặt lại không nén được giận người có thể bại nhưng tâm không thể bại đây là tôn nghiêm của một vị đế giả hổ nữ lại không thèm để ý chút nào thời điểm nắm đấm đánh xuống lại có một đạo ký hiệu đại đạo sáng lên cũng chỉ có một hơn nữa còn là không trọn vẹn hình thành hình tượng một con cá lớn tuy rằng không trọn vẹn nhưng cái ký hiệu này lại quá kinh khủng giống như trời xanh cũng bị ép sụp xuống mặt đất cũng đang run rẩy thiên địa đều xuất hiện hiện tượng kỳ lạ cái này cái này cái này quá kinh khủng không không phải là tổ bằng lao tùng điên cuồng nuốt nước bò từng ngụm côn bằng sơn quý đồng tiếp lời nói đồng thời hai mắt trợn trừng hắn chấn động kinh ngạc đến mức không có cách nào hình dung nổi thiên địa khi mới xuất hiện một nhóm sinh linh sớm nhất đều trở thành cấp bậc tiên vương cái này được gọi là nguyên thú có vài nguyên thú đã chết ở bên trong thời gian vô tận có vài nguyên thú lại tiến đến tầng thứ cao hơn phân chia nguyên thú ra thành ba bảy loại nguyên bằng chính là cấp bậc nhất lưu nhưng ở phía trên nhất lưu còn có vương cấp ví dụ như nguyên long nguyên hoàng côn bằng liền ở nhóm vương cấp trong truyền thuyết, nguyên thú vương cấp có hơn 20 loại, nhưng bây giờ còn có thể hiện thế lại chỉ là 10 chủng tộc. Một chủng tộc nào trong đó đều có nhân vật lớn kinh thiên động địa. Tiên vương Cửu Trọng, Tiên vương Cửu Trọng, một bước lên trời. Ở trước mặt Tiên vương Cửu Trọng, cho dù Tiên vương Bát Trọng cũng chỉ là thế hệ nhỏ. Bơ hiền ép như vậy giống như phân hồn ở trảm chân, bởi vậy, mặc dù Nghiêm Tiên Lộ là truyền nhân của Tiên vương Bát Trọng, nhưng so sánh với đối phương, lại phải buồn bã thất sắc mà bọn họ căn bản không có tư cách so sánh được với hổ nữ. Chính là truyền nhân của Tiên Vương Lục Trọng, Tiên Vương Thất Trọng, cũng kém nhau không biết mấy con phố. Thình thịch, hổ nữ cùng Nghiêm Tiên Lộ va chạm một cái. Đây là đại đạo, quy tắc va chạm, hai loại đại đạo hoàn toàn khác nhau, quy tắc chấn động, hình thành sóng trùng kích đáng sợ. Sau đó Nghiêm Tiên Lộ lại nhảy lui về phía sau. Chương 2087, Côn bằng thể Hiển uy phong hạ. Lần này hắn không bị đánh bay nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn một đường lui lại chừng trăm trượng cuối cùng thân hình mới dừng lại được. Côn bằng là loài chim rong chơi ở trên chín tầng trời, linh động vô cùng, bá phách vô song. Đây là nguyên thú kết hợp giữa lực lượng và tốc độ làm một thể. Bằng không làm sao có thể đứng vào hàng ngũ vương cấp. Giới hạn tận cùng của lực, nghiêm tiên lộ chậm rãi nói. Trong ánh mắt hắn không có nửa điểm chán trường, chỉ có ý chí chiến đấu càng được dâng cao. Hắn bị đối phương đẩy lui, không phải thực sự là thua về phương diện chiến lực, mà là quy tắc đối phương tu luyện chính là đại biểu cho lực lượng cực hạn. Nguyên thú có thể đấu sức cùng côn bằng cũng không có mấy. Nguyên Long tính là một, sau đó còn nữa sao? Chỉ có điều, lực lượng cũng chỉ là một bộ phận của chiến lực. Nhưng hắn lại là tiên đạo thể, sẽ không thua. Trở lại, hắn quát, lực tiên thai hoàn toàn phát động, hắn dường như hóa thân thành đại đạo, ở bên trong mảnh thiên địa này giao chiến, hắn giữ lấy chủ động tuyệt đối bởi vì hắn gần như chính là thiên địa đại đạo, đối thủ có bất kỳ động tác nào, đều không thể lừa gạt được hắn. Bản thân hắn còn có thể dung hợp với đại đạo, ngươi làm sao có thể tổn thương được ta, ngươi có thể làm tổn hại tới thiên địa đại đạo hay sao? Không thể gây thương tổn được, như vậy làm thế nào tổn thương được ta? Hung tính của hổ nữ vốn khó trừ, bị một kích tức giận như thế, nhất thời lại đánh tới. Vẫn là một quyền đánh ra, vẫn là một phù văn không trọn vẹn, nhưng có thể trấn áp thiên địa, có thể nói là vô địch. Thình thịch, nghiêm tiên lộ nhất thời chúng chiêu, bị đánh giống như sao rơi bay ra ngoài. Không sai, hắn là tiên đạo thể, lực tiên thai phát động cùng thiên địa đại đạo gần như một khối. Người vừa thoáng động, hắn tiên chi được, sau đó có thể ung dung tránh né, thậm chí dung hợp vào trong đại đạo. Người có thể nào tổn thương được ta, nhưng tốc độ của hổ nữ quá nhanh, nhanh đến vượt qua thời gian nghiêm tiên lộ phản ứng kịp. Người muốn cảm ứng đại đạo, trung quy cần phải có thời gian tin tức này truyền tới, người mới có khả năng làm ra ứng biến. Nhưng tốc độ của hổ nữ lại vượt ra khỏi thời gian truyền lại này. Bởi vậy nghiêm tiên lộ vừa mới cảm ứng được hổ nữ sắp từ góc độ nào đánh qua, đã trúng một quyền. Hắn căn bản không kịp né tránh hay là dung hợp vào trong đại đạo. Cực cảnh của tốc độ, mặc dù côn bằng là nguyên thú có thể trở thành cấp bậc vương giả, vốn bởi vì nó không ngừng có một loại quy tắc cực hạn. Quá yếu, không có ý nghĩa gì cả. Hổ nữ vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía hai người Sơn Quý Đồng, hung quang lại hiện ra. Hai người Sơn Quý Đồng liền vội vàng lắc đầu, ngay cả nghiêm tiên lộ, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bay như vậy. Bọn họ tất nhiên càng không phải là đối thủ, bọn họ vẫn không nên trêu chọc hổ nữ thì tốt hơn. Các người quá yếu, càng không có ý nghĩa, hổ nữ nói xong, lại đi về phía thạch tiên vương thành đạo. Hai người Sơn Quý Đồng đều muốn thổ huyết, tuy rằng bọn họ quả thực có hơi yếu một chút, nhưng dù gì cũng là đế giả, cũng có tôn nghiêm hổ nữ cười hì hì đi tới bên cạnh tiên thạch vươn hai tay ôm lấy tảng đá muốn cứng rắn nhổ nó lên thu vào bên trong thần khí không gian gì đó để làm lễ vật dành cho lăng hàn a à, thật kỳ quái thế nào lại có cái gì đó chui vào nàng kinh ngạc không tốt thế nào tảng đá lại dính ở trên tay nàng kêu to không ngừng hoàn toàn không có chút rụt rè nên có nào của mỹ nữ cực phẩm vẫn là tiểu nha đầu thích ẩm ý năm đó nàng lại không thể bỏ tảng đá vỡ này ra được từ bỏ từ bỏ, thật sự không phải là đồ tốt gì. Hổ nữ dùng sức muốn ném tiên thạch đi, nhưng thứ đồ này lại thật sự giống như mọc rễ ở trên người của nàng. Dù nàng làm thế nào cũng có không thể vứt nó xuống được. Thấy một cảnh tượng như vậy, ba người nghiêm tiên lộ đều rất muốn khóc. Nàng không nên, nhưng chúng ta cần mà. Nhưng tiên thạch đã vận chuyển, thiên địa nguyên lực vô cùng tiến vào trong cơ thể hổ nữ, tăng cường thể chất cho nàng, đẩy mạnh hơn về phía gần đại đạo. Hổ nữ ngừng giấy ruộng một cách vô ngãi, mặc cho tiên thạch phát huy tác dụng nàng lộ ra biểu tình khổ cực vô cùng ghét bỏ ta nhổ vào trong lòng ba người nghiêm tiên lộ buồn bực thật sự là không có cách nào hình dung nhưng bọn họ có biện pháp nào thạch tiên vương thành đạo đã bị hổ nữ lấy đi cũng bị nàng sử dụng không có khả năng lại để cho người thứ hai nhận được lợi ích nhà đầu kia rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện vậy dung mạo thật xinh đẹp không có cách nào hình dung nhưng thật khó tưởng tượng được một mỹ nữ tuyệt thế lại có thể nắm giữ tính cách như vậy. Tiên thạch phát sáng, càng lúc càng trói lòa, thậm chí vượt qua mặt trời do vĩnh xương vương tạo ra ở trên không trung. Nhưng sau đó đạt đến mức tận cùng, chỉ rằng co trong thời gian 10 lần hít thở, tiên thạch liền trở nên ảm đạm, không có một tia ánh sáng nào, giống như đá thường. Đúng là đá thường, năm đó vĩnh xương tiên vương lưu lại một tia nguyên lực, lại thêm một kỷ nguyên thiên địa gia tăng. Tất cả lợi ích đều tiến vào bên trong cơ thể hổ nữ. Vút, khối đá rơi xuống đất, giống như đá thường. Khối đá thối, khối đá thối, hổ nữ giận dữ, dùng chân đạp liên tục vào khối đá, để chút giận. Lại dám đính vào trên người của nàng, bỏ ra cũng bỏ không được. Thật là đáng ghét, chỉ có điều, thể chất hình như tăng lên một chút xíu thì phải. Đạp đạp một hồi, nàng hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm. Chỉ là tăng lên một chút xíu thôi sao? Ba người nghiêm tiên lộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đã tiên vương thành đạo, lại trải qua một kỷ nguyên thiên địa gia tăng nó có thể khiến cho một phàm thai hóa thành tiên thai. Cho dù là đối với bọn họ cũng có lợi ích vô thượng, nhưng đối với nàng lại chỉ có thể tăng lên một chút xíu thôi sao? Nếu như hổ nữ không phải đang nói dối, vậy điều này đại biểu thể chất của nàng sắp đạt được đến mức tận cùng, mới có thể khiến cho tiên thạch gần như không có không gian để tăng lên. Nhưng bộ dáng hổ nữ như vậy, có thể giống với người đang nói dối sao? Cho nên, ba người nghiêm tiên lộ đều sợ ngây người. Bọn họ đã biết vì sao hổ nữ mạnh như vậy cùng là ngũ trảm, thể chất cường đại như vậy quả thực nắm giữ ưu thế vô cùng. Nhất là huyết mạch côn bằng, đây chính là nguyên thú cường đại nhất trong thiên địa, chương 2088 cuối cùng gặp lại. Ừ, ta lại ở trong này chờ lăng hàn, hổ nữ tìm khối đá lớn ngồi xuống, bộ dạng điềm đạm nho nhã xinh đẹp. Chỉ có ngây thơ và tuyệt mỹ, không có thêm bất kỳ một chút ngoan độc nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, nàng lại nhàm chán đá lên khối đá. Đã không còn hình tượng thục nữ lúc trước nữa. Sau khi hổ nữ lấy đi đá tiên vương thành đạo, khí tức trong núi đột nhiên trở nên hỗn loạn, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Tuy rằng vẫn có áp lực cực lớn, nhưng mây mù không còn tiếp tục diễn hóa thành hình người nữa. Bởi vậy, tốc độ của mỗi người đều tăng nhiều. Xem ra, cơ duyên chắc hẳn đã bị người lấy đi. Lăng Hàn nói, đây là một loại trực giác. Nữ hoàng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, đối với hai người bọn họ mà nói, đột phá ngũ trảm chính là cơ duyên lớn nhất, vượt qua tất cả mặc dù bây giờ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng thu hoạch đã vượt xa sâu với sự tiếc nuối nói không chừng là do hổ nữ làm lang hàn cười nói nha đầu kia tính tình hấp tấp cho dù hắn cùng với nữ hoàng không tiến vào hát tháp tìm hiểu hổ nữ cũng có thể đuổi kịp bọn họ như vậy nàng có thể tranh đến đầu đầu tiên cũng không phải là chuyện không thể nào hai người vẫn duy trì đều tốc độ thích ứng với lực lượng khủng khiếp nhận được sau khi đột phá từ tứ chảm đến ngũ chảm vượt qua bước này thật sự quá lớn Ban đầu bọn họ cùng diễn hóa thể chiến đấu, có thể nhanh chóng thích ứng. Nhưng đánh một hồi diễn hóa thể đã không có nữa, bởi vậy vẫn thiếu một chút, tốc độ của bọn họ không nhanh, người phía sau dĩ nhiên là chạy tới. Từng người một vượt qua, sau gần nửa ngày, Lăng Hàn và Nữ Hoàng đã đi tới ngọn núi. Ngươi, Trúc Tuyết Ca nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Hàn, hắn vốn muốn khai chiến với Lăng Hàn, kết quả lại là sinh ra rắc rối, đánh nhau với người khác. Lúc đó hắn đánh rất cao hứng, hoàn toàn quên mất chuyện gây sự với Lăng Hàn. Hiện tại nhàn rỗi, hắn lại tự nhiên nghĩ tới, có vài người cũng sẽ không bởi vì thân là thiên kiêu mà không mang thù. Làm gì, Lăng Hàn nhìn về phía hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Trước đó hắn không sợ đối phương, hiện tại hắn còn bước vào ngũ trảm, hắn tự tin sẽ chiến đấu với nghiêm tiên lộ, càng không xem đối phương trở thành đối thủ. Tới chiến một trận, Trúc Tuyết Ca lao nhanh tới, Lăng Hàn chỉ nghe một tiếng gọi duyên dáng vang lên một bóng người Mỹ lệ vào tới, lại dường như một con mãnh thú hồng hoang, một đường nghiền ép tới. Cút ngay, cút ngay, hổ nữ hét lớn, cái gì, a à, Trúc Tuyết Ca đang đi nhanh tới, không ngờ lại bị một đấm trực tiếp đánh bay. Toàn thân hắn ở trên trời hình thành một chữ đại, sau đó nhanh chóng biến thành thành một điểm nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Hàn, hổ nữ lao tới, thoáng cái lại nhảy vào trong lòng Lăng Hàn, giống như con khỉ lớn ôm lấy Lăng Hàn. Chỉ có điều, nàng xinh đẹp thiên tiên, cũng sẽ không phá hủy phong cảnh, chỉ càng khiến cho người ta đều cảm thấy vô cùng hâm mộ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, ôm lấy tiểu nha đầu này, đã mấy trăm năm không gặp, hắn cũng vô cùng nhớ nàng. Lăng Hàn, người có nhớ ta hay không? Hổ nữ núng nịu hỏi, nàng không coi ai ra gì, căn bản không lưu ý xem mọi người xung quanh nhìn nàng thế nào. Chỉ là đáng thương cho Trúc Tuyết Ca, hiện tại cũng không biết hắn đã bị nàng ném xuống chỗ nào. Nhớ nàng nhớ nàng, Lăng Hàn nói. Hổ nữ vui vẻ, trên mặt nở nụ cười tươi, nàng liên tục hôn lên trên mặt của Lăng Hàn, nói. Lăng Hàn, chúng ta sinh hầu tử đi, tiểu nha đầu này vẫn vậy, tuyệt không biết cái gì gọi là e lệ. Khổ, nữ hoàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình uy nghiêm. Lại là một đại yêu tinh, hổ nữ xoay đầu lại, không khỏi nhe răng nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ hung tợn, thù địch mười phần. a, ta hình như đã gặp qua nàng, lúc đó, thời điểm nàng nhìn thấy nữ hoàng, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi dung mạo khác nhau chỉ là có một mạch khí tức tương tự lăng hàn đại yêu tinh này là ai hổ nữ ôm ở trên người lăng hàn không chịu xuống quay đầu hỏi người một nhà lăng hàn cười nói hừ ta và nàng mới không phải là người một nhà hổ nữ nhìn chằm chằm vào nữ hoàng trong ánh mắt bốc cháy lên sát ý hoàn toàn không che giấu nữ hoàng không khiếp sợ cũng nhìn chằm chằm vào hổ nữ hai nữ nhân đồng thời phát ra ý chí chiến đấu hừng hực. Theo các nàng, giải quyết bên kia, trở thành người trọng yếu nhất bên cạnh Lăng Hàn, thậm chí vượt qua tất cả. Khổ, nếu tất cả mọi người đã đến đây, vậy ngồi xuống, cùng nhau thảo luận về võ đạo đi. Nghiêm tiên lộ điều chỉnh tâm tình một chút, bởi vì liên quan tới thế chất, bản thân hắn bại trong tay hổ nữ. Thể chất sẽ chỉ là ưu thế chiếm được khi ở trước tiên vương. Sau khi đã tiến bước lên tiên vương, quy tắc chư thiên đều là bình đẳng hắn cầm lên được cũng thả xuống. Hắn đã đi ra khỏi bóng ma của sự thất bại trước đó, có thể thản nhiên đối mặt. Lần này triệu tập mọi người qua, không chỉ có đặc biệt bởi vì đá tiên vương thành đạo, còn có một mục đích rất quan trọng khác. Tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu chỉ bởi vì một chút ngoài ý muốn trước đó. Bởi vậy, hắn tất nhiên không có khả năng để cho hổ nữ và nữ hoàng tiếp tục tranh giành tình nhân nữa. Hắn đứng ra cắt ngang màn đấu khí chừng mắt giữa hai nàng. câm miệng, hổ nữ và nữ hoàng đồng thời quay đầu qua, uy thế kinh người, nghiêm tiên lộ, câm miệng, lại có người dám ở ngay trước mặt nghiêm tiên lộ bảo hắn câm miệng. A, à, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Còn không phải là một người, mà là hai người, thật là lớn gan. Rốt cuộc hai nữ nhân này có lai lịch như thế nào? Có thể đi tới nơi này, tất nhiên là đứng đầu hoàng giả. Lẽ nào ngay cả chút khái niệm ấy cũng không có? Không phải nên cung kính có thừa đối với nghiêm tiên lộ hay sao? không nói người ta là truyền nhân của Tiên Vương Bát Trọng, bản thân còn là đế giả. Điều này còn chưa đủ sao? Có thể khiến cho mọi người giật mình hơn chính là, sau khi Nghiêm Tiên Lộ bị quát, lại có thể không nổi giận. Hắn chỉ lắc đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhất định là Nghiêm Tiên Lộ trai hiền không đấu với nữ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn hổ nữ, đây là một người từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua. Nếu như những người đứng đầu hoàng giả như bọn họ ngay cả điểm ấy cũng không nhớ được nói, vậy bọn họ cũng uổng công xưng là hoàng giả. chương 2089, Thiên Ngoại Hữu Thiên Thiếu nữ này không mời mà tới, nghiêm tiên lộ lại có thể không nổi giận. Điều này đại biểu cho điều gì? Nàng, nàng là thiếu nữ ma quỷ kia, ra hỏa hãm hại, có người nhận ra được hổ nữ. Đây là vài người dọc đường đi bị hổ nữ vượt qua. Tuy rằng có rất nhiều đường đi đến đỉnh núi, nhưng người ở nơi này cũng không ít, bởi vậy sau khi hổ nữ chọn một con đường, nhất định sẽ có rất nhiều người bị nàng vượt qua. Tất nhiên cũng bị nàng hại cho rất thảm, nhất thời, có ít nhất 10 người nhìn chằm chằm vào hổ nữ, đều nộ khí đằng đằng. Tuy rằng hổ nữ cũng đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng phong cách hoàn toàn khác hẳn so với nữ hoàng. Nữ hoàng cao quý, ung dung, cho rằng tất cả người trong thiên hạ chắc hẳn đều thần phục mình. Trong xương cốt nàng có một sự cao ngạo, hổ nữ cuồng dã làm theo ý mình, lộ ra sự mở ám lại cực kỳ bướng bỉnh thật giống như một hài tử chưa trưởng thành. Đúng là như vậy, khí tức của hổ nữ hoàn toàn không giống nữ hoàng. Trên thực tế nàng đẹp đến câu hồn đoạt phách, nếu như nữ hoàng giống như nàng, chắc hẳn cũng có rất ít người để ý tới. Dĩ nhiên, nữ hoàng cũng sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Hổ nữ nhe răng, giống như một con báo cái đang tức giận. Thế nào, các người muốn đánh nhau với ta sao? Mười mấy người này tất nhiên càng thêm phẫn nộ. Người làm hại chúng ta bị diễn hóa thể đạp 180 đạp, lại có thể hoàn toàn không có chút cảm giác nào sao. Ha ha, các vị, đều bất giận, nghiêm tiên lộ đứng dậy, đè tay, hay là nghe nghiêm mỗ mộ nói một câu trước, ta nói về nguyên nhân mời mọi người lần này qua đây. Nói vậy, hiện tại hắn cũng rất phiền muộn, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối là trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Hắn nói một câu, người người đều sẽ nhìn hắn không chớp mắt. Nào cần phải nhắc lại vài ba lần giống như bây giờ. Nhưng hổ nữ quá cường đại, cho dù hắn vận dụng việt chiêu nhưng hổ nữ cũng có hơn nữa còn vô cùng đáng sợ trong nháy mắt nàng lại có thể khiến cho mấy vạn diễn hóa thể vỡ nát như này hắn theo không kịp chỉ có điều dù sao nghiêm tiên lộ cũng là nghiêm tiên lộ hắn vừa nói như vậy mọi người chỉ ít cũng tạm thời đè ép cơn giận xuống hổ nữ muốn trừng mắt lại bị lăng hàn xoa xoa đầu nàng nhất thời lộ ra biểu tình hưởng thụ không còn tiếp tục chọc giận người khác nữa tất cả mọi người nhìn thấy đều tặc lưỡi lấy làm kỳ. Hổ nữ hung hãn như vậy, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại nhu thuận như vậy. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồng thời cũng tràn ngập đố kỵ đối với Lăng Hàn. Dù sao, vứt bỏ sự mạnh mẽ hung bạo của hổ nữ không nói tới, đó chính là mỹ nữ tuyệt sắc vô song. Huống hồ, ở trước mặt Lăng Hàn, đại mỹ nữ này cũng không ôn nhu như nước sao. Thế nào ta lại không gặp được nữ nhân như vậy? hổ nữ tiếp tục cùng nữ hoàng đấu mắt, có lăng hàn ở một bên, các nàng khẳng định không đánh nhau. Nhưng cuộc chiến đấu đã bắt đầu, khổ, lần này mời mọi người qua đây, chủ yếu là muốn thành lập một đồng minh. Nghiêm tiên lộ cuối cùng nói ra vấn đề chính, ha 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 ha, sơn quý đồng lập tức cất tiếng cười to, đồng minh, thật khiến người ta cười chết mất, bảo ta cùng với đám cặn bã này làm đồng minh sao. Mắt của hắn đảo qua, nhìn mọi người với ánh mắt hoàn toàn xem thường. Dĩ nhiên, thời điểm ánh mắt hắn đảo qua hổ nữ, trong mắt của hắn co lại một chút. Hổ nữ mạnh mẽ thế nào, hắn đã nhìn thấy. Thần sắc nghiêm tiên lộ trợt nghiêm túc, nói. Sơn Huynh, nếu như người có ý kiến đối với điều này, có thể lập tức rời đi. Không cần châm chọc khiêu khích, nhưng nghiêm mỗ có thể nói cho người biết, người tất nhiên sẽ hối hận. Sơn Quý Đồng ngẩn ra, lộ ra một chút do dự. Cuối cùng hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi, vẫn lưu lại nghe một chút. Ở lại đây nữa, chẳng khác nào đánh vào mặt mình nhưng nghiêm tiên lộ lại nói, người sẽ hối hận, vậy khẳng định là có nắm chắc cực lớn, đế giả giống như bọn họ, vào thời điểm này tuyệt đối không thể làm loạn. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Sơn Quý Đồng vẫn ngồi về trên tảng đá ban đầu. Hắn hạ quyết tâm, tiếp theo tuyệt đối không mở miệng. Cho dù Sơn Quý Đồng tự tát một cái, nhưng những người khác làm sao dám chê cười hắn. Tất cả đều không đổi sắc, chỉ làm như không thấy. Chỉ có khóe miệng lao tùng cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, biểu đạt sự xem thường đối với Sơn Quý Đồng. Chơi thật hay, hổ nữ lại vỗ tay, giọng nói rất thanh thúy. Sơn Quý Đồng chỉ làm như không thấy không nghe, hắn nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy tâm sẽ không phiền. Tất cả mọi người đều tặc lưỡi lấy làm kỳ, hình như nghiêm tiên lộ và Sơn Quý Đồng đều vô cùng kìm chế đối với thiếu nữ này. Điều này càng khiến cho mọi người thêm hiếu kỳ, nữ tử này đến tột cùng là người thế nào vậy? Lúc này nghiêm tiên lộ ngược lại có chút cảm kích hổ nữ, ngay cả hắn cũng không có khả năng hoàn toàn chấn áp được Sơn Quý Đồng. Nhưng hổ nữ lại có thể, quả nhiên, kẻ ác vẫn cần kẻ ác rèn, tiên vực rất lớn, chỉ là hải vực vô tận liền tách rời hai đại tiên vực Đông Tây. Đông tiên vực chúng ta lại bị chia ra làm 33 thiên. Nghiêm tiên lộ bắt đầu giới thiệu kiến thức địa lý, điều này làm cho một số người lộ ra biểu tình không nhẫn nhịn được. Bọn họ tới là để nghe cái này sao, nhưng có rất nhiều người biểu tình không có chút biến hóa nào. Có thể trở thành người đứng đầu hoàng giả làm sao có thể ngay cả chút kiên trì ấy cũng không có được. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ sẽ vô duyên vô cớ điện nói ra những điều này sao? Thái An Thiên chúng ta ăn ngay nói thật, trong 33 thiên chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, song song với Quảng Long Thiên, Viễn Nam Thiên. Nghiêm Tiên Lộ thản nhiên nói, càng không cần phải nói tới thực lực chỉnh thể của Tây Tiên vực còn ở trên Đông Tiên vực. Thái An Thiên chúng ta ở trong toàn bộ tiên vực chỉ có thể đứng ở hạng bét. Khoảng thời gian trước đó, nghiêm mỗ dự định sông sáo vào Tây Tiên vực một chút. Nhưng cuối cùng cũng không thành, mà chuyển sang đi Quảng Long Thiên, dự định tạm thời ở nơi đó rèn luyện. Kết quả, nghiêm mỗ đụng phải một đối thủ, không địch lại, nhất thời, đoàn người ồ lên, nghiêm tiên lộ là ai? Tiên thai ra đời trên tiên lộ, rất có khả năng là tồn tại trời sinh đất dưỡng. Hắn tuyệt đối là đế giả vô địch vô thượng ở trong cùng giai, làm sao có thể bị đánh bại. chương 2090, liệt diễm lôi kích mộc. Nghiêm huynh, chắc là đối thủ kia có cảnh giới rất cao. Có người lập tức cười nói, ôm một tia hy vọng may mắn. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, nói, cũng không phải, người kia cũng giống như Nghiêm Mỗ, đều là ngũ chảm. Những lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng hắn, tất cả mọi người đều im lặng. Sơn Quý Đồng mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có thể mở miệng được. Hắn rất không phục, hắn tự hiểu bản thân mình, với chiến lực của hắn, so với Nghiêm Tiên Lộ chắc hẳn thua kém một chút như vậy nghiêm tiên lộ còn không địch lại, hắn thì tính là cái gì? Lao Tùng lại trầm ổn hơn nhiều, chỉ là đôi mị nhãn trở nên càng dài hẹp hơn, giống như độc xà. Người kia tên là Thạch Tu Văn, nghiêm tiên lộ lại nói, theo như lời hắn nói, hắn ở Quảng Long Thiên, thực lực chỉ có thể xếp hàng thứ 9. Phụt, không ít người đều phun ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể, nghiêm tiên lộ cường đại như vậy, lại có thể bị một người ở Quảng Long Thiên chỉ có thứ hạng thứ 9 đánh bại. Bảo người ta phải tin tưởng như thế nào, điều đó làm cho Lăng Hàn cảm thấy hứng thú. Nghiêm Tiên Lộ cường đại là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng Thiên Kiêu cường đại như vậy thậm chí ngay cả một người đứng thứ 9 ở địa phương khác cũng đánh không lại. Có phần khó có thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là Nghiêm Tiên Lộ Tô đậm lên rất lợi hại. Chỉ là một câu, sinh ra trên tiên lộ đã có thể trấn áp được bao nhiêu người. Hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của Tiên Vương Bát Trọng. Sau này có tư cách tiến lên cửu trọng thiên hắn bị thua khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi khó có thể tiếp nhận nổi phải biết rằng nghiêm tiên lộ vẫn được gọi là người đứng đầu trong chảm chân thậm chí chỉ cần hắn tiến lên phân hồn như vậy không bao lâu nữa sẽ bị gọi là người đứng đầu dưới tiên phủ nghiêm huynh quảng long thiên hiện tại rốt cuộc cường đại như vậy sao lao tùng không nhịn được hỏi tiên vực quá lớn chỉ là một thái an thiên cũng đủ khiến cho người ta tiêu tốn thời gian trăm ước năm đi thăm dò mấy thiên kiêu trẻ tuổi lại có người nào từng ước tuổi đối với quảng long thiên bọn họ cũng chỉ nghe thấy mà thôi nghiêm tiên lộ gật đầu nói quả thực là như vậy sao như vậy được sơn quý đồng cũng phá tan sự trầm mặc quảng long thiên cùng thái an thiên chúng ta đặt song song ở trên trình độ võ đạo gần như không khác gì nhau vậy tại sao ở trên thế hệ này xuất hiện sự tranh lệch lớn tới như vậy nghiêm tiên lộ lắc đầu nói nghiêm mẫu cũng không biết được rõ ràng gia sư chắc hẳn đoán được nguyên nhân nhưng thời điểm nghiêm mẫu hỏi tới biểu tình của gia sư đặc biệt nghiêm túc, nói Quảng Long Thiên đã vì tiên vực làm ra hy sinh rất lớn. Có số mệnh gia tăng như vậy cũng không kỳ quái gì. Mọi người nghe xong, không khỏi nghĩ không ra, cái gì gọi là làm ra hy sinh rất lớn cho tiên vực. Hy sinh cái gì, còn nữa, hy sinh cho tiên vực thế nào, tại sao bọn họ lại hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng Vĩnh Sương Tiên Vương sẽ thuận miệng bịa chuyện sao, hy sinh hay không hy sinh, bọn họ nghe không hiểu. Nhưng chỉ ít bọn họ cũng hiểu rõ, Thế hệ này của Quảng Long Thiên xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy, đó là bởi vì nhận được khí vận của thiên địa gia tăng. Nói ví dụ như, xuất hiện thêm mấy thiên thai, hơn nữa còn là thiên thai siêu cấp. Giống như thuộc tính thời gian, thuộc tính không gian, thậm chí mấy người đều có. Như vậy, đánh một trận với cùng dai, bọn họ khẳng định có ưu thế hơn. Thậm chí cho tới sau tiên vương, cảnh giới mọi người như nhau. Ví dụ như đều là nhị trọng thiên, nhưng ta nắm giữ ba loại quy tắc, tương đương với ba gã tiên vương nhị trọng Vậy khẳng định mạnh hơn so với tiên vương ngươi chỉ nắm giữ một loại quy tắc. Quy tắc chính là vũ khí cường đại nhất của tiên nhân. Nghiêm huynh, lần này ngươi mời chúng ta qua là để đối đầu với Quảng Long Thiên sao? Có người hỏi, thời điểm nghe đến đó, mọi người cũng đoán ra được một ít manh mối. Nghiêm Tiên lộ lắc đầu, nhưng lại gật đầu một cái, nói: "Đúng, lại không đúng." Hắn tiếp tục nói, trong khoảng 100.000 vạn năm trước, gia sư phát hiện ra một thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh ở trong đó đang có một đạo thiên địa bản nguyên dưỡng dục hơn nữa gần trưởng thành hắn dừng lại một chút quả nhiên hắn nhìn thấy mỗi người đều lộ ra biểu tình hít thở dồn dập thiên địa bản nguyên đây có thể nói là bảo vật có giá trị lớn nhất trong toàn bộ thiên địa cho dù là tiên vương cũng phải động tâm có thể tới gần vô hạn quan sát quy tắc thiên địa trước khi đạt được tiên vương cửu trọng đều có ý nghĩa rất lớn hơn nữa lực bản nguyên cũng có thể trợ giúp mình chiến đấu cái này mạnh hay yếu phải xem xét tình huống. Bởi vì mặc dù thiên địa bản nguyên là cấp bậc tiên vương, nhưng có lẽ có thể chỉ là nhất trọng thiên. Cũng có lẽ có thể đạt được cửu trọng thiên. Nói tóm lại, nếu có thể ở trên trảm trần nhận được một đạo thiên địa bản nguyên, vậy quá kinh khủng. Bởi vì thiên địa bản nguyên này còn đang dưỡng dục, gia sư liền không lấy đi. Hơn nữa, gia sư quan sát một chút, phát hiện bí cảnh thiên địa này đặc biệt đáng sợ. Ngoại trừ tiên vương cửu trọng có thể xông vào ra, cho dù là tồn tại bát trọng thiên vào loạn, vẫn sẽ bị thiên địa chém rơi. Không chỉ tiên vương nhận hạn chế này, cho dù là thăng nguyên, tiên phủ và phân hồn cũng không có cách nào tiến vào. Dường như thiên địa bất công, muốn đưa cơ duyên này cho chảm trần. Thời điểm nghiêm tiên lộ nói xong những lời này, hắn rất tự nhiên phát hiện ra tất cả mọi người lộ vẻ hưng phấn, thế nào cũng không thể kiềm chế được. Cho dù là lao tùng, sơn quý đồng cũng khó nén được kích động. Nghiêm huynh, chuyện sợ là không đơn giản như vậy đi. Lăng Hàn mở miệng, nếu như đạo thiên địa bản nguyên này là vật nằm trong túi, như vậy nghiêm tiên lộ cần gì phải nói ra, trực tiếp tự mình đi thu lấy là được. Hơn nữa, vì sao vừa rồi hắn phải cố ý đề cập tới Quảng Long Thiên? Ở đây không có một người nào là kẻ ngu ngốc, tất cả đều phản ứng lại. Nghiêm tiên lộ chậm rãi gật đầu, nói, không sai, Quảng Long Thiên cũng có tiên vương phát hiện ra bí cảnh thiên địa này, cũng biết có một đạo thiên địa bản nguyên như vậy tồn tại. Cho nên, ở thời điểm bí cảnh mở ra, Quảng Long Thiên cũng sẽ cùng chúng ta triển khai tranh đoạt. Vừa nghe nói như thế, tất cả mọi người đều biến sắc. chương 2091, chính là luyện đan thượng. Vừa rồi nghiêm tiên lộ cũng đã nói, ngay cả người đứng thứ 9 trong trảm trần của Quảng Long Thiên cũng có thể đánh bại hắn. Như vậy thì tính như nghiêm tiên lộ xếp hàng thứ 10. Toàn bộ Quảng Long Thiên lại có thể có nhiều yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Vậy còn tranh đoạt cái rắm cho nên, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Nghiêm tiên lộ nói, ở chỗ nghiêm mỗ mộ có một bộ trận pháp dành cho 10 người sử dụng. Một khi vận chuyển, không chỉ có thể liên kết chiến lược của mọi người, thậm chí còn có thể nâng cao gấp 10 lần. Liên kết, gấp 10 lần, mọi người vừa nghe, đều lộ ra ý động tâm, thạch tu văn này tuyệt đối không thể mạnh hơn nghiêm tiên lộ gấp 10 lần. Thậm chí thiên kiêu mạnh nhất Quảng Long Thiên cũng không có khả năng mạnh như vậy. Hơn nữa, trồng lên gấp 10 lần cũng không chỉ là một mình nghiêm tiên lộ, mà là tập hợp lực của 10 người. Nếu thật sự có trận pháp như vậy, khi công cũng bị khắc chế bách chiến bách thắng nghiêm huynh sau khi nhận được thiên địa bản nguyên này lại phân phối như thế nào có người hỏi bởi vì nghiêm tiên lộ sơn quý đồng và lao tùng là đế giả trong chảm trần ai có thể địch nổi bọn họ nghiêm tiên lộ mỉm cười nói thiên địa bản nguyên đâu phải ngươi muốn nhận là có thể nhận được nó sẽ tự mình chọn chủ nếu như không có chọn được người thích hợp nó biết phi thiên độn thổ chúng ta căn bản không có khả năng ép buộc cho nên chúng ta chỉ cần khiến cho chính mình đi tới trước mặt thiên địa bản nguyên để cho nó có cơ hội chọn lựa mà thôi vậy phải xem phúc duyên của mọi người lang hàn nói nghiêm huynh nói hồi lâu vậy đạo thiên địa bản nguyên này là cái gì hắn đã có hai đạo thiên địa bản nguyên thủy hỏa lại nhận được thiên địa bản nguyên thuộc tính tương đồng tuy rằng có thể nâng cao một ít chiến lực, nhưng cũng sẽ không nảy sinh biến hóa mang tính căn bản tiểu tháp nói hắn trước tiên vương cố gắng thu thập càng nhiều thiên địa bản nguyên dưới tình huống như vậy đột phá tiên vương, hắn có thể xông lên độ cao kinh người. Cho nên, nếu như đạo thiên địa bản nguyên này là thuộc tính ngoài thủy hỏa, hắn sẽ cố gắng hết mức tranh thủ một chút. Nếu không phải, vậy tính tích cực sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ nói hoàn toàn không sai, thiên địa bản nguyên không phải là thứ ngươi muốn thu là có thể thu được, mà phải nhìn xem đối phương có nguyện ý theo ngươi hay không. Trong cơ thể Lăng Hàn đã có hai đạo thiên địa bản nguyên nếu như đạo thứ ba vẫn là thủy hay hỏa vậy lựa chọn lăng hàn có khả năng chắc hẳn tiếp cận với linh đồng nguyên chống lại nhau nghiêm tiên lộ nhìn lăng hàn thêm vài lần hắn để ý cũng không phải là thực lực của lăng hàn mà là tình cảm của hổ nữ đối với lăng hàn hổ nữ quá mạnh mẽ khiến cho hắn nghĩ đến yêu nhiệt nghịch thiên của quảng long thiên hắn chậm rãi nói một đạo thiên địa bản nguyên này là thuộc tính mộc liệt diễm lôi kích mộc cổ quái nếu là thuộc tính mộc vì sao lại là lửa cháy mạnh lại là xét đánh liệt diễm lôi kích mộc từ nhỏ nhiều lần gãy ở trong quá trình lớn lên sẽ không ngừng bị lửa cháy mạnh đốt cháy bị thiên lôi bổ chúng nghiêm tiên lộ giới thiệu nói đến số lượng liệt diễm lôi kích mộc chắc là tối đa trong thiên địa bản nguyên một gốc cây liệt diễm lôi kích mộc sau khi trưởng thành chết đi sẽ có vô số cây liệt diễm lôi kích mộc được sinh ra nhưng chỉ là cây non trong lúc đó chúng sẽ chết vô số mãi đến khi có một gốc cây thành công thăng cấp các cây non khác liền cùng một lúc héo rũ đây là thiên địa bản nguyên cho nên cho dù không thể nhận được liệt diễm lôi kích mộc công nhận nhưng chỉ cần nhận được một cây non gờ héo rũ đều có trợ giúp lớn lao đối với việc chúng ta tìm hiểu quy tắc hệ mộc hắn dừng một chút lại nói gia sư phát hiện không phải là một gốc cây liệt diễm lôi kích mộc mà là một mảnh rừng rậm liệt diễm lôi kích mộc một mảnh rừng rậm liệt diễm lôi kích mộc chỉ có một gốc cây vương có thể trổ hết tài năng trở thành thiên địa bản nguyên mới nghe được hắn nói như vậy những người vốn không có mấy hứng thú, lại bắt đầu dục dịch. Muốn cho thiên địa bản nguyên nhận chủ, điều này quá khó khăn. Cơ bản chỉ có tiên vương mới có thể làm được, nhưng nếu như có thể nhận được thân thể khô của cây non lôi kích mộc, cái này quả thực cũng là trí bảo, bảo đảm mỗi một người thăng nguyên cảnh đều sẽ điên cuồng. Lăng Hàn, người muốn không? Hổ nữ dính ở trong lòng Lăng Hàn hỏi, ta đoạt lấy cho ngươi, hai mắt nàng phát sáng, không có gì khác biệt so với tiểu nha đầu trước đây. Lăng Hàn không khỏi cười ha ha, nghĩ đến những gì trước đây hắn và hổ nữ từng trải qua, một cảm giác hạnh phúc nói không nên lời trượt dâng lên. Ta muốn gia nhập, ta cũng muốn gia nhập, nhất thời lại có rất nhiều người sung phong nhận việc, muốn gia nhập đội ngũ của nghiêm tiên lộ. Tuy rằng Sơn Quý Đồng và Lao Tùng cũng vô cùng động tâm, nhưng bọn họ tự coi trọng thân phận, cũng không có nói ra miệng. Bọn họ đang chờ nghiêm tiên lộ chủ động mời bọn họ. Nhưng nghiêm tiên lộ dường như không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bọn họ. Trên cơ bản, mỗi người đều nói muốn đi tới một bí cảnh thiên địa đó. Không phải mỗi người đều thu được nghiêm tiên lộ, trận pháp kia có thể trồng lực lượng của 10 người, thậm chí tăng lên thêm gấp 10 lần. Điều này tất nhiên sẽ gây ra áp lực cực lớn đối với mỗi người. Nếu như không có một thể phách cường đại ủng hộ, vậy căn bản không cần đối thủ phá trận, mình đã bị suy sụp trước. Cái gọi là thả thiếu chứ không ẩu, chọn một hồi lâu, nghiêm tiên lộ cũng chỉ lấy ra 6 người mà thôi. Sơn Quý Đồng và Lao Tùng cuối cùng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nghiêm tiên lộ người dù có rõ thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải chủ động đưa ra lời mời với bọn họ. Vị cô nương này có hứng thú đi cùng hay không? Nghiêm tiên lộ nhìn về phía hổ nữ, phát ra mời. Ta mới không cần, hổ nữ ghét bỏ, quay sang trừng mắt với nghiêm tiên lộ. Dám đánh chủ ý với ta, ta chặt đầu chó của ngươi xuống cho chó ăn. Đầu lăng hàn đầy mồ hôi, đây không phải là khiến cho đồng loại tương tàn sao? Nghiêm tiên lộ bị mất mặt, chỉ có thể sờ mũi một cái. Chỉ có điều, hổ nữ quả thực mạnh mẽ, nàng rất có khả năng không thua kém gì thạch tu văn. Căn bản không cần dựa vào trận pháp, cũng có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Chỉ có điều, dù thế nào hổ nữ cũng là người của Thái An Thiên. Cho dù nàng không gia nhập đội ngũ của hắn cũng không có việc gì. chương 2092, chính là luyện đan hạ. Gia sư nói, đây là cơ duyên của mọi người trong Thái An Thiên cho nên đến lúc đó nghiêm mỗ sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi. Sau khi tiến bí cảnh, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao, kẻ địch của chúng ta là Quảng Long Thiên, nghiêm tiên lộ nghiêm nghị nói. Nếu để cho nghiêm mỗ phát hiện có người còn ở trong bí cảnh chủ động lựa chọn nội đấu, vậy đừng trách nghiêm mỗ sau này không khách khí. Được, tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại bọn họ là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng nếu như có Quảng Long Thiên tham dự, vậy bọn họ chính là một chỉnh thể nắm đấm chắc hẳn sẽ nhất trí hướng ra ngoài. Nghiêm huynh, ta có thể giúp một tay không? Lao Tùng dẫn đầu nhả ra, nghiêm tiên lộ đã nâng đề tài lên tới toàn bộ Thái An Thiên. So sánh xuống, hắn rụt rè tất nhiên có vẻ làm kiêu. Tất nhiên, nghiêm tiên lộ cười nói, nghiêm huynh, còn có ta nữa. Sơn Quý Đồng cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày nói. Nghiêm tiên lộ gật đầu, hắn cũng không có thừa thắng truy kích, châm chọc Sơn Quý Đồng. Hắn có trí khí thôn thiên, hắn xem thường việc lấy phương thức như vậy đả kích đối thủ. Hơn nữa, hắn đã là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Thái An Thiên. Hắn cũng căn bản không coi Sơn Quý Đồng thành đối thủ. Mục tiêu của hắn chính là đế giả trí cao trong 33 thiên khác của Đông Tiên Vực. Hổ nữ không chịu gia nhập, điều này làm cho nghiêm tiên lộ có chút thất vọng. Nếu có thể nhận được một cao thủ như vậy gia nhập liên minh, phần thắng của hắn sẽ được tăng lên nhiều. Chỉ có điều, thấy hổ nữ dính lấy lăng hàn như thế, hắn liền quyết định chơi chiến thuật đường vòng lăng hàn cuối cùng gặp mặt hắn mỉm cười lăng hàn gật đầu nói nghe đại danh đã lâu ngươi cũng không có khiến cho ta thất vọng a à, nghe được lăng hàn nói lời này tất cả mọi người đều hút một hơi khí lạnh khẩu khí của ngươi thật là lớn chỉ là luyện đan ngươi làm sao có can đảm điên cuồng như vậy nghiêm tiên lộ cũng không khỏi dâng lên một tia lửa giận tuy rằng triệu thanh phong không phải là do lăng hàn giết chết nhưng vẫn có thể tính ở trên đầu lăng hàn thủ hạ bị giết, lấy tính cách bao che khuyết điểm của hắn thật ra đã rất bất mãn đối với Lăng Hàn. Chỉ có điều, Lăng Hàn quá trẻ tuổi, thiên phú đàn đạo kinh người. Tiềm lực võ đạo cũng không tệ, lúc này hắn mới đưa lời mời, ý muốn chiêu mộ Lăng Hàn. Hắn thấy, hắn là vương trong thế hệ trẻ của Thái An Thiên đưa ra cảnh ô lưu, Lăng Hàn đương nhiên chỉ có phần điên cuồng vui vẻ đáp ứng. Có hổ nữ làm chỗ dựa, liền đắc ý vinh váo sao? Có nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta hay không? hắn bình tĩnh hỏi, đây là hắn để tình hổ nữ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, tính cách con người ta có chút cố chấp, thà làm đầu con gà, không làm đuôi con bò. Tới nơi, chúng ta đánh một trận, nếu như ta thắng, các ngươi liền gia nhập ta, ta làm thủ lĩnh của các ngươi. Đây, thực sự nói không sợ gió lớn, nghiêm tiên lộ lại cũng không tức giận, hắn thấy Lăng Hàn chỉ là một cuồng nhân mà thôi, hoàn toàn không cần phải để ý tới lời nói của một người điên. Hắn thản nhiên nói, nếu như ngươi thua, vậy ta liền phủi mông một cái rời đi ta đã nói không làm đuôi bò lang hàn cười nói tất cả mọi người muốn ngất xỉu không ngờ lại có loại người giống như ngươi lang hàn thật là giỏi hổ nữ hôn một cái ở trên mặt lang hàn bộ dạng rất vui vẻ ở bên cạnh nữ hoàng cũng lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ phu quân của mình làm sao có thể ở dưới người khác được thực sự nói đùa nghiêm tiên lộ cũng sững sờ ngươi làm sao có thể vô lại như vậy được sắc mặt hắn trầm xuống nói được, vậy lên đánh hai chiêu. Hắn muốn dạy huấn Lăng Hàn một chút, để cho đối phương biết, cáo mượn oai hùng là chuyện rất đáng xấu hổ. Lăng Hàn vỗ vỗ vào lưng hổ nữ, ra hiệu đối phương xuống. Không muốn, không muốn, cứ ôm ta như vậy mà đánh. Hổ nữ giống như con gấu, ôm lấy Lăng Hàn không chịu buông tay. Hiện tại nàng một khắc cũng không muốn rời khỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền cứ như vậy đi ra. Đạt được cảnh giới như hắn vậy, đừng nói là trong lòng ôm một người, cho dù là ôm một vạn người, cơ bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực. Nếu tiểu nha đầu đã cầu xin như thế, vậy thỏa mãn một chút nguyện vọng nho nhỏ của nàng là được. Tới đi, Lăng Hàn ngoắc ngón tay về phía nghiêm tiên lộ, đây là đang khiêu chiến với người đứng đầu trảm trần sao. Cũng quá không để ý, nghiêm tiên lộ lại không dám sơ suất, hắn biết rất rõ hổ nữ cường đại thế nào, vạn nhất đối phương cũng ra tay, vậy khả năng hắn bị thua là cực lớn. Nghiêm tiên lộ đi nhanh ra, cẩm phục phiêu giật, xoáy đến mức kinh thiên động địa bộ dạng xuất trần tới mức đáng giận khiến người ta phải ngưỡng mộ đây vốn là một việc rất nghiêm túc và trang trọng nhưng đối thủ của nghiêm tiên lộ lại có một thiếu nữ dáng người thon dài giống như một con hùng ôm chặt ở trên người dù nhìn thế nào cũng thấy tức cười ngươi thực sự muốn chiến đấu sao sắc mặt nghiêm tiên lộ thâm trầm ban đầu hắn đã lên kế hoạch rất tốt tập trung lực lượng của các thiên kiêu mở ra tiên duyên hắn trước hết nhận được đá tiên vương thành đạo sau khi luyện hóa nâng cao thể chất tiếp theo dẫn mọi người đi vào bí cảnh cướp đoạt thiên địa bản nguyên được một thiên địa bản nguyên bên trong cùng giai hắn thật sự sẽ không khiếp sợ người nào nhưng bước đầu tiên của kế hoạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn tuy rằng rất nhanh đã bị hắn đè ép mất mát xuống nhưng dù thế nào hắn cũng không thể quên lãng như thế tuy rằng tiên thạch đã bị hổ nữ lấy được nhưng tính đến nguồn gốc thật ra phải trách đến trên đầu lăng hàn nếu không bởi vì lăng hàn hổ nữ làm sao có thể tới đây chứ? Thu trước, hận mới, khiến cho nghiêm tiên lộ đặc biệt chán ghét tiểu nhân lăng hàn này. Giả vờ giả vịt, cáo mượn oai hùng, hắn rỗi thẳng cánh tay phải ra, om, không khí xung quanh chấn động, ở trên tay hắn hình thành một thanh trường kiếm trong suốt. Bởi vì tia sáng chiết xạ, có khả năng nhìn ra được sự tồn tại của thanh kiếm này. Lăng hàn mỉm cười, một tay ôm hổ nữ, tay kia lại đẩy về phía trước. Bốn ngón tay co lại thành quyền, chỉ còn lại có một ngón tay cái quay về phía nghiêm tiên lộ vẫy vẫy. Sau khi tiến lên ngũ chạm tự thành một thế giới. Giờ tay nhấc chân chính là một đòn trí cường, đi, nghiêm tiên lộ chém ra một kiếm, nhất thời, khắp bầu trời có ánh sáng rực rỡ chuyển động, cửu trọng thiên kinh diệu. chương 2093, luyện đan cũng có thể mạnh như vậy sao? Lăng Hàn duy trì ngón tay không thay đổi, trong cơ thể vô số những ngôi sao đồng thời phát ra ánh sáng. Thiên địa đại đạo truyền xuống tay, một ngón tay của hắn ép xuống thiên địa cộng hưởng hóa thành một con rồng về sau lại xuất hiện thêm một con phượng long phượng cùng múa lao về phía kiếm quang nghênh đón ầm um, kiếm quang cùng long phượng va chạm phát ra một đoàn tia sáng vô cùng trói mắt giống như biến thành một mặt trời chiếu khắp thiên hạ khi ánh sáng tan hết chỉ thấy lăng hàn cùng nghiêm tiên lộ vẫn đứng đối diện hai bên đều không lui lại một bước nào mỗi người cũng không có dấu hiệu bị tổn thương cái gì khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Tất cả mọi người đều kinh sợ. Lăng Hàn lại có thực lực đánh một trận với Nghiêm Tiên Lộ sao? A, à, Nghiêm Tiên Lộ lại là đế giả, ngũ trảm thật sự quá khó khăn, toàn bộ Thái An Thiên thế nào cũng có mấy trăm đại giáo tiên vương. Chính là ngũ trọng thiên ít cũng có gần 20, nhưng đế giả thì sao? Chỉ ít hiện nay trong trảm trần cảnh chỉ có 3 người đạt tới. Đế giả, đương nhiên phải là vô địch trên đời, mà bây giờ lại rất có khả năng xuất hiện đế giả thứ tư tôn điều này không phải là không có khả năng nhất định là vậy nếu không cho dù tứ trảm cường thịnh mấy đi nữa cũng không có khả năng tiếp được một đòn của ngũ trảm đó là nghiền ép tuyệt đối tất cả mọi người bừng tỉnh thảo nào lang hàn dám lớn lối như vậy đế giả đương nhiên cương quyết không tuân theo nhưng ngươi không phải là luyện đan sao luyện đan cũng có thể mạnh như vậy sao dựa vào ánh mắt nghiêm tiên lộ nhất thời sáng lên hắn không bởi vì có thêm một đối thủ đế cấp mà đố kỵ ngược lại ý chí chiến đấu của hắn dâng lên hừng hực. Thậm chí trong lòng còn có một cảm giác vui mừng. Thái An Thiên quá yếu. Rất cần xuất hiện thêm mấy vị đế giả. Sau này mới có thể xuất hiện thêm càng nhiều tiên vương, tiên vương cao dai. Bằng không lấy cạnh tranh kịch liệt ở tiên vực, Thái An Thiên rất có thể sẽ rơi vào sự xâm nhập của thế lực khác, do đó xuất hiện một lần sao bài lớn. Được lắm, hắn khẽ quát một tiếng. Nhiêm mỗ trước đây còn tưởng rằng ngươi không coi ai ra gì. Thật ra đã nhìn nhầm ngươi. Nghiêm mỗ xin lỗi ngươi, Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta vốn cũng nghĩ rằng ngươi là một kẻ kiêu ngạo người cuồng ngạo. Hiện tại ta cũng thu hồi lại cái nhìn này, con người ngươi không tệ, hai người nhìn nhau cười, lại có cảm giác không đánh không thành giao. Đế giả quá ít, mỗi một người đều có thể trở thành đối thủ và chi kỷ vô cùng tốt. Lăng Hàn, không nên nhiều lời với hắn làm gì, nhanh đánh bại hắn đi, ta còn muốn tiếp tục hôn ngươi. Hổ nữ ôm cổ Lăng Hàn, hoàn toàn không biết xấu hổ nói nàng thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nhún vai, nói. Nghiêm huynh, vậy lấy 10 chiêu làm giới hạn đi. Ấn tượng của hắn đối với nghiêm tiên lộ đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên hắn cũng sẽ không có ý nghĩ muốn đánh bại đối phương, đạp lên một bước. Được, 10 chiêu, nghiêm tiên lộ gật đầu. Hắn quả thực rất cao ngạo, nhưng cũng phải nhìn tùy người. Hoàng giả, vương giả, dựa vào cái gì bảo hắn hạ mình chống đỡ. Chỉ có mọi người đều là đế giả, mới có khả năng ở trung bình đẳng với hắn. Điều này thật ra rất bình thường, Lăng Hàn ra tay, thân hình giống như lưu quang sông ra. Nghiêm tiên lộ cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, cùng Lăng Hàn triển khai va chạm. Thình thịch thình thịch thình thịch, ầm ầm ầm, hai người đều không giữ lại, triển khai ra từng tiên pháp, thể hiện ra phương diện mạnh nhất của mình. Mười chiêu rất nhanh đã đi qua, hai người đồng thời thu tay lại, nhìn nhau cười, Thu hắn trước đó đã tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối giữa nam nhân. Xuống núi, bọn họ sóng vai rời đi, tiến về phía dưới chân núi. Bởi vì không có diễn hóa thể quấy nhiễu, tốc độ của bọn họ đương nhiên cũng không chậm. Mười ngày sau bọn họ đã đến dưới chân núi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được năm đầu ngón tay của lão phu sao? Trong tiếng cười quái dị, một lão già đột nhiên xuất hiện. Ầm, um, uy áp vô tận đẩy ra, kinh động 33 trọng thiên. Sắc mặt các thiên kiêu đều thoáng đổi, bọn họ đều là hoàng giả trong cùng giai đế giả lại chỉ có thể giới hạn trong cùng giai, đế giả có thể địch nổi dương hồn thậm chí âm hồn. Nhưng bây giờ lão già này không phải phân hồn cảnh, mà muốn vượt rất xa. Chỉ có điều, tuy rằng trong lòng mọi người cả kinh, nhưng đều không có ai khiếp sợ. Đây chính là thịnh hội do nghiêm tiên lộ tổ chức, phía sau nghiêm tiên lộ chính là một tiên vương bát trọng. Nếu như ở thịnh hội như vậy, còn có người đi ra quấy rối vậy người bảo nghiêm tiên lộ, vĩnh xương tiên vương để mặt mũi ở nơi nào. Nếu như lão già này muốn ra tay, vậy khẳng định sẽ có tiên vương xuất hiện, trực tiếp giết chết hắn thành cặn bã. Mắt lăng hàn híp lại một cái, nói, huyết ảnh lão ma, tiểu tử, lão phu thật sự không nhìn nhầm ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi phải một ngàn vạn năm mới có khả năng làm ra tiên thiên đào phù cho lão phu. Không nghĩ tới chỉ dùng mấy năm mà thôi, đã có thể làm ra được. Không tệ, không tệ, hiện tại, còn không mau giao đồ cho lão phu. Huyết ảnh lão ma nói, trên mặt tràn ngập sự chờ mong là người thì sợ chết huống gì loại nhân vật lớn cao cao tại thượng như vậy hắn chịu đủ sự đau khổ của thiên nhân lần tái phát tiếp theo diễn ra hắn tuyệt đối sẽ xong đời bởi vậy hắn tất nhiên vô cùng khao khát đối với tiên thiên đào phù khiến cho đường đường là lão tổ thăng nguyên cảnh cũng phải thất thố lang hàn nhún vai nói thực sự ngại quá đã dùng hết dùng dùng hết huyết ảnh lão ma cứng họng phản ứng đầu tiên của hắn là không tin hắn không có cách nào tiếp nhận được sự thực như vậy bởi vì hắn gửi gắm tất cả hy vọng ở trên phương diện này. Bỗng nhiên hắn nghe được tin tức này, toàn bộ trong đầu đều ầm ầm chấn động, sau đó, hắn mới giận tím mặt, tiểu tử, người dám lừa gạt lão phu, người không muốn sống nữa sao, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tản ra sát khí mãnh liệt. Tiểu tử này lại dám đùa giỡn mình, hắn làm sao lại to gan lớn mật như vậy, vèo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao ra, một trưởng đánh về phía lăng hàn. Lôi quang vô tận lập lòe uy thế lại vô cùng đáng sợ. Phách yêu, hắn đã chờ Lăng Hàn trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Vừa thấy Lăng Hàn xuất hiện, hắn liền lập tức ra tay. Hắn lại không cần tiên tiên đào phù gì cả, bởi vậy vừa ra tay chính là chí mạng. Hắn muốn giết chết Lăng Hàn, trực tiếp cướp đoạt bảo vật trên người đối phương. chương 2094, phong cảnh không phù hợp. Người dám, chỉ nghe huyết ảnh lão ma gào lên một tiếng, liền ra tay công kích về phía Phách Yêu hắn không có khả năng luyến tiếc tính mạng của lăng hàn mà hắn cũng không biết lăng hàn có mang theo tiên thiên đào phù hay không nếu như mang ra ngoài như vậy giết chết lăng hàn cũng không sao nhưng nếu chẳng may không mang theo còn để ở đan đạo thành thì phải làm sao bây giờ vậy hắn lăn qua lăn lại như vậy có ích gì nữa hơn nữa hắn cũng nghi ngờ trên người lăng hàn có bí bảo hắn đã sớm quyết định chờ bắt được tiên thiên đào phù sau đó mới giết chết lăng hàn thu tất cả cơ duyên của đối phương như vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng để cho Lăng Hàn chết ở trong tay người khác. Vì vậy hắn lập tức ra tay, hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn. Ừ, phách yêu hơi ngẩn ra, lão gia hỏa này lại dám ra tay về phía mình sao? Mắt chó của ngươi mù rồi sao? Có biết ta là ai không? Đâm đầu vào chỗ chết, hắn lãnh đạm thản nhiên trách mắng. Hắn quay lại, đánh một trường về phía huyết ảnh lão ma. Xoẹt xoẹt xoẹt, sóng lôi quang tràn ngập, hóa thành một con sông lôi quang chảy dài bên trong đó dâng lên ký hiệu đại đạo vô cùng vô tận, khủng khiếp vô biên. Huyết ảnh lão ma quá sợ hãi, đồng cùng thăng nguyên cảnh, nhưng tranh lệch giữa hắn cùng với đối phương quả thực lớn đến mức không có cách nào hình dung nổi. Thình thịch, dưới một đòn, huyết ảnh lão ma liền bị đánh bay. Phụt, toàn thân hắn đều phun ra một đám mưa máu, khí tức vô tận rơi xuống. Hắn chẳng qua là thăng nguyên tiểu thành, nhưng phách yêu lại tu luyện đến viên mãn, tranh lệch trong đó hoàn toàn không thể đo lường huyết ảnh lão ma ngã xuống, miễn cưỡng cử động thân thể, đứng lại. Mái tóc bạc trên đầu hắn bay xuống. Ban đầu, mái tóc đã thừa thớt, hiện tại đã hoàn toàn rơi sạch, biến thành một người hói đầu. Sắc mặt của hắn cũng trắng bệch đến mức dọa người. Con mắt trái lồi ra tới tận viện mắt, có vẻ đặc biệt dọa người. Phụt, hắn thổ huyết không ngừng. Vừa thổ huyết hắn vừa quay đầu lại. Trong mỗi một búng máu phun ra đều có sấm sét ở chấp động. Đây là bởi vì công kích của phách yêu thật đáng sợ, sâu tận xương tủy huyết ảnh lão ma không khỏi khiếp sợ, ban đầu cũng bởi vì thiên nhân ách khiến cho tinh huyết hắn khô kiệt. Hắn từ một nam tử vốn phong độ phiêu giật đã biến thành lão đầu tử như bây giờ. Bây giờ bị phách yêu đánh một đòn trực tiếp chấn thương tới bản nguyên. Mỗi một lần phun ra một ngụm máu lại tương đương với tiêu hao hết một tia lực bản nguyên. Điều đó khiến cho thiên nhân ách lưu lại trong vết thương của lão cũng dục dịch, bắt đầu chém lên đạo hạnh của hắn. Khí tức của hắn nhất thời giảm sút, từ thăng nguyên xuống đến tiên phủ, Ngũ phủ, tứ phủ, tam phủ. Cứ thế hạ xuống đến một phủ cũng không thể giữ lại, giảm tiếp xuống phân hồn cảnh, lại từ thiên hồn đi xuống. Điều này có phải cướp khoa trương hay không? Tuyệt đối không, Thang Nguyên viên mãn vốn nắm giữ năng lực một đòn giết chết tiểu thành. Mặc dù phách yêu chỉ là tiện tay đánh ra một đòn, nhưng thánh tử tinh của Lôi Vân Điện sao có thể bình thường được? Hơn nữa thọ nguyên của huyết ảnh lão ma lại gần tới giới hạn. Chiến lực có thể đạt được mấy phần của thời kỳ đỉnh phong. Một đòn không trực tiếp giết chết mà tu vi rơi xuống. Đây đã là kết quả rất tốt, cảnh giới của huyết ảnh lão ma vẫn giảm tới âm hồn trung kỳ, mới miễn cưỡng ngừng lại. Điều này khiến cho hai tay, hai chân hắn tê dại. Hắn phát ra một gầm vô cùng tuyệt vọng, đúng vậy, tu vi có thể trùng tu, hắn còn có thể tu luyện từ âm hồn đến địa hồn, thiên hồn, một đường đi lên. Nhưng bản nguyên bị tổn thương lần nữa, hắn còn có thể sống được bao lâu? Một trăm năm, một vạn năm, còn chưa có tu luyện đến thăng nguyên cảnh, đột phá đại thành, do đó bù đắp bản nguyên, lại lấy được thọ nguyên vô cùng, hắn đã sớm chết. Nói cách khác, mặc dù một đòn này của phách yêu không có giết chết hắn, nhưng vẫn tuyên án tử hình cho hắn. Huyết ảnh lão ma run rẩy một một trăm ngàn vạn năm sẽ trôi qua rất nhanh, hiện tại tuổi thọ của hắn có khả năng chưa đủ trăm năm. Bảo hắn làm sao không sợ hãi, không run rẩy cho được. Những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng thật ra cũng chính diễn ra trong một hai lần hít thở quá trình giao đấu nhanh như kinh hồng chạm chân cảnh gần như không thể nhìn thấy được rõ ràng đã xảy ra chuyện gì vậy tất cả mọi người cảm giác có chút nằm mộng thế nào lại cảm giác bức tranh có chút không đúng huyết ảnh lão ma không phải tìm đến lăng hàn gây phiền phức sao thế nào trái lại thay hắn ra tay còn thảm như vậy tuyệt đối là tình cảm yêu mến chân thành phách yêu chỉ thản nhiên nhìn xuống huyết ảnh lão ma sau đó liền thu hồi ánh mắt mặc dù đối phương cũng là thăng nguyên cảnh nhưng ở trong mắt hắn lại là nhân vật nhỏ. Ngoại trừ từ thế lực tiên vương đi xuống thăng nguyên cảnh, lại có người nào sẽ coi trọng hắn cho được. Không biết lượng sức, hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, giết loại cặn bã này cũng chỉ lãng phí thời gian. Đồ trên người ngươi, ta rất có hứng thú. Phách yêu nói, hắn nhìn chầm chầm vào lăng hàn. Ban đầu hắn không muốn nói thừa, trực tiếp giết người đoạt bảo, đánh hồn xuống, bí mật gì cũng không thể giấu giếm. Nhưng nếu bị người khác ngăn cản, thất bại một hồi, Hắn cũng sẽ thoải mái, bình tĩnh lại. Dù sao cường giả thang nguyên vẫn cần mặt mũi, trước tiến đánh một đòn đắc thủ, sau đó trực tiếp trốn thật xa. Hắn hoàn toàn nắm chắc, cho dù là nghiêm tiên lộ cũng đừng mong nhìn rõ tướng mạo của hắn, nhớ được khí thức của hắn. Thì tính sao, lăng hàn cười nói, không hề có một tia sợ hãi nào. Bất kể chúng là thứ gì, hiện tại đều thuộc về ta. Phách yêu thản nhiên nói, trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, hắn đã khóa lại không gian xung quanh như vậy trừ khi tiên vương cố ý quét thần niệm tới. Bằng không sẽ không có khả năng điều tra được chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Như vậy, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, ta thấy không được, tiểu tử, người cho rằng ở đây vẫn là đan đạo thành sao. Phách Yêu nói, ở đây có quá nhiều truyền nhân của tiên vương, thậm chí còn có thiên kiêu siêu cấp như nghiêm tiên lộ. Hắn đương nhiên không dám giết người lung tung, nhưng Lăng Hàn thì sao? Hắn hiểu rõ, Đối phương chỉ là một thánh tử nho nhỏ ở Đan Đạo Thành. Bị giết thì đã có sao, cho dù Đan Đạo Thành đi tới Lôi Vân Điện cáo trạng thì lại như thế nào? Có thể làm gì được hắn? Chương 2095, bị chết oan thượng. Khôi hài, Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Ở đây quả thực không phải là Đan Đạo Thành, không có sư phụ ta thay ta ra mặt, chỉ có điều, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ diệu. A, à, ví dụ như." Phách Yêu Thuận miệng hỏi: đồng thời hắn đi nhanh về phía lăng hàn tốc độ cũng không nhanh nhưng mỗi chân đạp xuống đều giống như đại đạo đang nghiền ép khiến cho tim mọi người đều khó chịu không nói ra được thành lời uy lực của thăng nguyên cảnh chảm trần làm thế nào địch nổi hắn cố ý đi thật chậm bởi vì thời gian trước ở đan đạo thành hắn đã bị tử thành đại sư ép đi trên mặt không có chút ánh sáng hiện tại tuy rằng không phải đang trả thù tử thành đan sư nhưng lăng hàn lại là tất cả căn nguyên trước khi giết hành hạ một chút Hắn vẫn cảm thấy có chút thoải mái Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ nắm chắc tuyệt đối Nếu không, hắn đã trực tiếp giết người soát hồn đoạt bảo rời đi Thông, 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 hắn bước từng bước một đi tới Rất nhiều người lập tức lộ ra vẻ khó chịu, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nổ tung Thật sự đúng là như vậy Ở dưới uy áp đáng sợ như thế, trong mắt mỗi người đều lùi ra, giữ tận dọa người Đáng ghét, hổ nữ giận dữ, dùng ngón tay chỉ vào phách yêu đáng chết lại dám hung dữ đối với lăng hàn của ta còn dám khiến cho ta khó chịu ngươi nhất định phải chết phách yêu tất nhiên sẽ không để uy hiếp của hổ nữ ở trong lòng hắn chỉ phì cười ánh mắt hắn nhìn về phía hổ nữ có chút tà ác nhưng cho tới bây giờ hắn không kiêng nữ sắc nhất là thời gian ở thăng nguyên cảnh quá lâu hắn liền có rất nhiều sở thích phương diện nam nữ tất nhiên cũng là một trong số đó hơn nữa còn chiếm phần lớn thời gian người thiếu nữ này lại xinh đẹp thuần khiết mặc dù có chút hung dữ nhưng ở trước mặt hắn có thể có hữu dụng gì chứ a à, ta chết chắc rồi phách yêu lắc đầu ta không tin ngươi chắc hẳn nên tin tưởng một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía sau lưng phách yêu mang theo sát ý lạnh lẽo phách yêu không khỏi hoảng sợ hắn liền vội vàng quay người lại chỉ thấy phía sau lưng tự nhiên bất chi bất giác xuất hiện thêm một người toàn thân hắn đều dâng lên hàn ý hắn chỉ cảm thấy mỗi cọng lông đều dựng lên làm sao có thể hắn lại là cường giả thăng nguyên cảnh tồn tại cao nhất ở dưới tiên vương nhưng ở phía sau có thêm một người hắn lại có thể không hề hay biết như vậy bảo hắn làm sao có thể không sợ hãi ngây người cho được ngươi là ai hắn mở miệng hỏi trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy ngươi cũng xứng để hỏi sao lữ hải dung thản nhiên nói âm thanh băng hàn tên ngu xuẩn này lại dám làm càn với thiếu cung chủ của nhà nàng như vậy bảo nàng làm sao có thể nhẫn nhịn cho được ta muốn tát hắn hổ nữ kêu to, có vẻ tức giận vô cùng, lại dám uy hiếp lăng hàn của ta, ta phải đánh hắn thành đầu heo, lại đem hắn cho chó ăn. Tuy rằng trước sau vẫn bạo lực giống như một, lăng hàn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít những lời này bình thường một chút, không lấy thêm đầu chó cho chó ăn, lữ hải dung căn bản không cần ra tay, chỉ khe khẽ hừ một tiếng. ầm, um, một huy áp tiên vương cửu tiêu chấn động phát ra, phách yêu không tự chủ được, hai chân dường như nhũn ra, quỳ xuống cái gì mà đã từng là thánh tử thăng nguyên cảnh viên mãn ở trước mặt tiên vương căn bản chỉ là đống cặn bã phách yêu chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi giống như mưa hắn thật sự khiếp sợ các thiên kiêu đều tặc lưỡi tất cả mọi người có bối cảnh cấp tiên vương bởi vậy gặp phải một vị tiên vương tới đây bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên nhưng tiên vương chính là tồn tại mạnh nhất của tiên vực không phải là người ngạo khí trùng thiên là bá chủ một phương sao tiếp tục nhìn thái độ của hổ nữ vừa rồi lại thật giống như đang chỉ huy thuộc hạ. Nàng rốt cuộc có lai lịch như thế nào, cũng quá phô trương đi, ra cửa cũng có một vị tiên vương đi theo hay sao? Huyết ảnh lão ma cũng quên cả rên gì, hắn ngơ ngác nhìn hổ nữ, lại nhìn lăng hàn, trong lòng hắn dâng lên 120 lần hối hận. Lăng hàn lại có bối cảnh đáng sợ như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đầy những cảm giác không chân thật. Đây quả thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như người châu bò như vậy, làm sao lại đi làm thánh tử của đan đạo thành? tuy rằng đàn đạo thành quả thực rất châu bò nhưng nhiều lắm chỉ có thể có thể xương bá ở trong thế lực tứ tinh miễn cưỡng tính là thế lực ngũ tinh cấp thấp nhất người đây là giả heo ăn hổ sao lão tử bị ngươi hại thảm hắn hoàn toàn không thấy hối lỗi khi mình chủ động đi trêu chọc lăng hàn hắn lại đổ hết những bất hạnh của mình lên đến trên đầu lăng hàn hắn cho rằng tất cả đều do lăng hàn gây họa tính tình của hổ nữ như vậy nàng đương nhiên sẽ không khách khí gì vút nàng lao qua chính là một cước đá vào trên mặt Phách Yêu, khiến Phách Yêu ngã lăn ở trên mặt đất. Phút, 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 sau đó nàng lại điên cuồng dẫm lên, nàng nổi giận muốn chết. Gia hỏa kia không chỉ uy hiếp Lăng Hàn, còn có suy nghĩ quá phận đối với nàng. Nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nàng là của Lăng Hàn. Dẫm lên, dẫm lên, dẫm lên, giết chết hắn. Phách Yêu bị Lữ Hải dung phong tỏa Tu Vi, căn bản không có khả năng đánh trả. Hắn chỉ có một tia lực lượng để giữ lại sức sống. Bởi vậy tuy rằng hắn bị hổ nữ đạp tới ra chóc thịt bong, nhưng vết thương vẫn nhanh chóng khép lại. Chỉ cần trong cơ thể không có để lại ý chí võ đạo của người khác, vậy vết thương trên thân thể mỗi một vị tiên nhân đều có thể rất nhanh chóng khép lại. Cứ như vậy, hắn trở thành một bia ngắm hoàn mỹ, có thể mặc cho hổ nữ dẫm đạp cũng không hỏng. Nhưng hỏng thì không hỏng, lại đau. Vâu vâng rằng thăng nguyên cảnh cũng không biết đau sao. a à, phách yêu kêu lên thảm thiết. Một chân hổ nữ vừa đạp tới, hắn lại có một mảng thịt lõm xuống. Nếu như phía dưới là xương, như vậy xương khẳng định bị gãy. Nếu như nội tạng, vậy nội tạng cũng sẽ nát thành cặn bã. Đánh không chết đống rác rưởi nhà ngươi sao? Hổ nữ vừa đạp còn vừa mắng, mười phần giống như một kẻ điên. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, một thiếu nữ tuyệt mỹ vô cùng thiên hạ lại có thể bạo lực như vậy. Chương 2096, bị chết oan hạ. Cho dù là Lữ Hải Dung cũng không thể trơ mắt nhìn tiếp được. Nàng vung tay lên vỗ một cái, quy tắc tiên vương liền được vận dụng, phách yêu trực tiếp bị tỏa cốt thành cho bụi, tan vào trong hư vô. Ngay cả một chút xíu cặn bã cũng không có còn dư lại. Nàng cũng không muốn thiếu công chủ của mình lại thể hiện ra sự bạo lực ở trước mặt mọi người. Vậy tiêu diệt phách yêu dĩ nhiên là được, phách yêu này dung là bị chết oan, ngươi nhìn không được thì không cần nhìn nữa, ngăn cản hổ nữ không được, tại sao phải giết chết ta? Ngươi nói ta có oan hay không? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lữ Hải Dung, đây chính là một vị tiên vương. Cho dù chỉ là tiên vương nhất sai, ở trước mặt bọn họ vẫn là tồn tại trí cao vô thượng. Trên thực tế, tiên vương ở nơi đâu cũng là vô thượng trí tôn. Bái kiến tiền bối, các thiên kiêu đều khom lưng hành lễ. Cho dù là nghiêm tiên lộ cũng không ngoại lệ, đây là tôn trọng phải có đối với cường giả. Nếu không phải bọn họ đều là là truyền nhân đại giáo của tiên vương, chỉ khom lưng là không đủ, cần quỳ lại làm lễ. Thiếu cung chủ, hiện tại có thể đi về được chưa? Lữ Hải Dung nhìn về phía hổ nữ, nhà đầu kia liều chết liều xôn, không phải đi ra tìm Lăng Hàn sao. Hiện tại rốt cuộc đã tìm được người, tâm nguyện đã được đền đáp. Tất nhiên phải đi về, không muốn, hổ nữ như một con gấu ôm chặt lấy Lăng Hàn. Hiện tại nàng thân cao chân dài, cái ôm gấu này nhất thời nhét đầu của Lăng Hàn vào trong ngực của nàng. Nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý chút nào, ta phải chơi cùng Lăng Hàn, chơi chơi chơi, Lữ Hải Dung hoàn toàn bất đắc dĩ mặc dù thiếu cung chủ này có dấu vết đại đạo do cung chủ đời trước lưu lại gần như nằm cũng có thể thẳng tiến tới tiên vương cửu trọng nhưng tính cách này hoàn toàn không có một chút xíu gì của cường giả cũng may đây là đông tiên vực trên người các nàng lại mang theo bí bảo có thể che giấu được thiên cơ để phòng cường giả thôi diễn cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì để thiếu cung chủ chơi một chút nếu không vị chủ nhân này tuyệt đối sẽ làm ra chuyện càng không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nghĩ như vậy nàng cũng không có lên tiếng nữa dù sao nàng ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ là được mặt khác nàng còn có một trọng trách chính là cẩn thận chú ý lăng hàn để tránh hắn gây tai họa cho tiểu công chúa nhà các nàng nghiêm huynh vậy cáo từ trước ta cần trở lại chuẩn bị một chút có người nhìn về phía nghiêm tiên lộ từ biệt ta cũng vậy ta cũng vậy thật ra có nhiều người cũng muốn về thế lực của mình trước để chuẩn bị một chút dù sao cũng là đi vào một bí cảnh thiên địa hơn nữa còn phải tranh hùng với thiên kiêu của quảng long thiên Mỗi một người đều có thể là đối thủ vô cùng đáng sợ. Bọn họ lại nhìn về phía Lữ Hải Dung cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Lăng hàn nhìn về phía huyết ảnh lão ma, một sự tức giận dâng lên ở trong lồng ngực. Lão gia hỏa, người còn là thang nguyên cảnh, lại ra tay đánh lén đối với oi ta. Có kẻ nào vô sỉ giống như ngươi hay sao? Hắn bước nhanh qua, ban đầu ta dự định sau khi tiến lên Thăng nguyên sẽ đánh chết lão gia hỏa không biết xấu hổ nhà ngươi. Chỉ có điều nhìn ngươi cũng không sống nổi tới lúc đó. Vậy tới chiến đấu đi, khí huyết của huyết ảnh lão ma đã cực kỳ suy yếu, chỉ có thể sống chừng 100 năm, thậm chí mấy chục năm. Âm hồn có thể đánh một trận, hiện tại Lăng Hàn lại tương đương với dương hồn, nhưng đế giả giống như hắn lẽ nào sẽ không có năng lực chiến đấu vượt cấp? Huyết ảnh lão ma nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, lộ ra vẻ hung tàn. Có một vị tiên vương ở đây, hắn khẳng định không chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn chủ động đưa tới cửa, vậy chính là có khả năng xoay chuyển hắn có thể bắt lấy lăng hàn lại uy hiếp tiên vương giao ra siêu cấp tiên đan gì đó khôi phục lại cả vốn lẫn lời của hắn nhờ đó hắn lại có thể sống tốt ý niệm này vừa xuất hiện dù làm thế nào hắn cũng không có cách nào khống chế được ầm um, một đạo huyết ảnh mở ra ở phía sau hắn hình thành một mảnh sương mù còn đang không ngừng điên cuồng phun ra giống như có mang theo sinh mạng tu vi của hắn quả thực giảm xuống nhưng lăng hàn cũng thật sự ngông cuồng hắn lại muốn lấy chạm trần đấu với âm hồn như hắn phải biết rằng giữa bọn họ lại cách nhau một cảnh giới lớn tiểu tử tới đi huyết ảnh lão ma di chuyển huyết ảnh phía sau lưng trên gương mặt trắng bệch thoáng hiện những vết đỏ ửng không bình thường bản nguyên của hắn giảm đi rất nhiều thật ra hắn có thể kéo dài hơi tàn đã không dễ dàng gì một chiến đấu này tuyệt đối khiến cho thọ nguyên của hắn vốn đã ngắn lại càng tiến tới gần giới hạn nhưng hắn đã xem một trận chiến này là hy vọng sống sót cuối cùng hắn đánh cược tất cả tự nhiên cũng không thèm để ý bắt lăng hàn lăng hàn cười nhạt nói lão ra hỏa người chỉ có phần bị ta đánh nổ mà thôi Vèo, thân hình hắn xông ra chính là một quyền đập tới không biết tự lượng sức huyết ảnh lão ma ngạo nghễ nói tuy rằng cảnh giới của hắn bị giảm xuống nhưng dù thế nào hắn cũng là cấp bậc âm hồn cho dù bỏ quên cảnh giới lớn vậy cũng cao hơn lăng hàn ra hai cảnh giới nhỏ hắn vươn tay phải giống như móng khô chộp về phía cổ tay phải của lăng hàn om trong cơ thể lăng hàn các ngôi sao phát sáng, dẫn động đại đạo, lấy ra lực quy tắc. Trên nắm đấm của hắn lập tức hiện ra một tấm phủ văn phong cách cổ xưa. Nhìn qua có phần giống như một đoàn hỏa diễm, đây là một ký hiệu đại đạo rút ra từ cửu thiên hỏa, cấp bậc tiên vương. Đáng tiếc chính là, cảnh giới của lăng hàn quá thấp. Những ký hiệu đại đạo này cũng không trọn vẹn không được đầy đủ. Có một loại cảm giác rách nát, nhưng một khí tức cổ xưa, tôn quý lại mơ hồ dao động, chấn động công kích cửu thiên sắc mặt của huyết ảnh lão ma thoáng đổi uy lực một đòn này của lăng hàn đúng là vượt qua dự liệu của hắn chảm chân lại có thể mạnh tới như thế được sao chờ một chút hắn chợt nhớ tới một lời đồn đại có người nói có thiên kiêu vô thượng có thể phá tan ràng buộc của thiên địa ở sau tứ chảm lại chém ra một đao ngũ chảm lại đối địch với dương hồn à, a ra hỏa kia lại là quái vật trong truyền thuyết đừng trách huyết ảnh lão ma kiến thức ngắn mặc dù hắn là thang nguyên cảnh nhưng vẫn luôn cô đơn một mình phía sau hắn lại không có đại giáo làm chỗ dựa, hắn làm sao có thể biết quá nhiều bí ẩn. chương 2097, phẫn nộ bạo phát. Hắn có thể kịp phản ứng, thế gian còn có thiên kiêu ngũ chảm đã là rất tốt rồi. Ông, huyết ảnh lão ma một chảo đánh qua, tốc độ càng lúc càng chậm. Cái phù văn trên nắm tay lăng hàn đã phát huy tác dụng, ngăn cản hắn xâm nhập. Ở trong sự ma sát kịch liệt, bàn tay của hắn bốc lên hỏa diễm. Lão gia hỏa cũng không có lưu tâm, mà thời điểm hắn lại đưa tới phía trước thêm vài phần lại phát hiện tay phải đúng là đau đến mức thái quá đau bởi bị thiêu đốt không phải là bởi vì ma sát kịch liệt sinh ra lửa mà là lăng hàn ngưng tụ ra ký hiệu dẫn động quy tắc hệ hỏa tổn thương tới làn da trên tay của hắn làm sao có thể hắn hoảng sợ biến sắc cho dù lăng hàn là ngũ chảm tương đương với cường giả dương hồn nhưng mình vẫn còn có tu vi cấp bậc âm hồn làm sao có thể bị lăng hàn gây ra thương tích được lão gia hỏa Ngươi lại ỉ vào tu vi cao hơn so với ta quá nhiều, có khả năng khi dễ ta một chút. Đừng nói cùng giai đánh một trận, chính là ngươi cao hơn ta ra hai giai, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Lang Hàn nóng nảy hét lên một tiếng, thân hình tiến nhanh về phía trước, một quyền chém ra, mang theo tất cả lửa giận của hắn. Hắc sát chú quả thực có thể rèn luyện hắn, nhưng bị người cứng rắn trồng ở trong cơ thể hắn, điều này tất nhiên không phải là một khái niệm. Đừng thấy thời gian hiện thực chỉ trôi qua mấy năm nhưng tính cả hắn ở trong phòng tu luyện thời gian, lại chính là có mấy trăm năm quang âm, cũng nhận vài lần nổi khổ hắc sát chú phát tác. Mỗi lần tới thời điểm phát tác, Lăng Hàn liền muốn đánh cho huyết ảnh lão ma một trận. Cứ như thế hết lần này tới lần khác cộng lại, lửa giận của hắn cũng đã tích góp đến cực hạn. Hiện tại hắn lại thống thống khoái khoái phát tiết ra ngoài. Thình thịch, một quyền đánh qua, quy tắc hóa thành thực chất, có thể thấy vô số ký hiệu hiện lên, huyền diệu vô cùng lăng hàn và huyết ảnh lão ma đều lui về phía sau vài bước sau đó mới đứng vững một đòn này cân sức ngang tài sắc mặt của huyết ảnh lão ma cực kỳ khó coi hiện tại hắn đã đặt cược tất cả hy vọng ở trên người lăng hàn hắn muốn bắt lấy lăng hàn để đi uy hiếp một vị tiên vương nhưng lăng hàn lại có thể mạnh như thế khiến cho tính toán của hắn sắp rơi vào hư không thọ nguyên của hắn có khả năng là trăm năm hơn nữa bây giờ còn đang mạnh mẽ thiêu đốt bản nguyên tính mạng đã không nhiều lắm ở trong chiến đấu nói không chừng đánh một hồi liền trực tiếp chết. Hắn không muốn chết, không muốn chết, lão ra hỏa hét lớn một tiếng, ầm, huyết ảnh phía sau lưng hắn điên cuồng phun ra, sau đó hóa thành một đạo cơn lốc, cuốn về phía lăng hàn. Khi di chuyển qua một khoảng cách nhất định, cơn lốc này đúng là tản ra, biến thành điểm đen răng khắp bầu trời. Ánh mắt lăng hàn đảo qua, chỉ thấy những điểm đen này chính là những con sâu, đang bay đầy trời. Vù vù vù, những tiếng động không ngừng vang lên, mỗi con sâu đều có dáng vẻ không khác mấy so với những con muỗi. Nhưng chúng có cái đầu lớn hơn rất nhiều, khoảng bằng đầu ngón tay út, mọc ra một cái vòi thật dài, vô cùng sắc bén, còn tản ra ánh sáng lấp lánh giống như kim loại. Đám sâu bay đầy trời, lao về phía lăng hàn, lại một lần chớp mắt như vậy, trên người lăng hàn đã dính đầy sâu. Mỗi con sâu đều dùng cái vòi sắc bén của mình đi đâm hắn, muốn hút máu của hắn. Lăng hàn không động, hắn ngược lại muốn xem mấy thứ này có thể có khí lực làm gì được hắn. Huyết ảnh lão ma thoáng lộ ra một nụ cười lạnh, tiểu tử này quá cuồng ngạo, căn bản không biết huyết ảnh trùng này là công pháp hắn ép dưới đáy hòm. Hơn nữa còn có thể kết hợp với Hắc sát chú, thời điểm huyết ảnh trùng đang công kích, hắn lại phát động Hắc sát chú, nội ứng ngoại hợp. Mà ngươi chỉ suy nghĩ để ý tới bên trong thân thể, vậy sẽ bị huyết ảnh trùng đâm thủng thân thể, hút máu. Những huyết ảnh trùng thật ra chính là phân hồn của hắn biến thành, hút ra tinh huyết có thể tặng lại cho hắn. Tuy rằng sẽ không thể chữa trị được bản nguyên của hắn, nhưng trung quy có thể có chút bổ ích. Mà ngươi chỉ chú ý tới phía bên ngoài, hắc sát chú cũng có thể câu hồn đoạt mạng. Điều huyết ảnh lão ma cần khống chế là, không phát động hắc sát chú quá mức lợi hại, giết chết lăng hàn. Như vậy thì hắn không thể đi áp chế tên tiên vương kia nữa. Bảo, hắn khẽ quát một tiếng, lăng hàn chợt cảm thấy trong lòng thắt lại, toàn thân đều đau đến mức không có cách nào hình dung. Ha ha ha, ngươi cho rằng, hắc sát chú chỉ có thể một năm phát tác một lần thôi sao? Huyết ảnh lão ma cười diễu cợt nói, nếu hắc sát chú này là do lão phu trồng, lão phu kia chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo phát ra. Quỳ xuống ở trước mặt lão phu, a à, lão gia hỏa đang dương dương đắc ý, lại chợt lộ ra vẻ mặt không thể lý giải nổi. Bởi vì lăng hàn vẫn còn hoàn hảo đứng yên ở đó, không còn lộ ra vẻ thống khổ vừa rồi nữa. Huyết ảnh trùng cũng không có một con nào có thể đâm rách ra của đối phương. Giống như hắn căn bản không phải là một người, một khối tiên kim tuyệt thế. Làm sao có thể? Ngươi, 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 ngươi. Tâm thần huyết ảnh lão ma thực sự cũng run rẩy, một là hắn không thể tin được, hai là cứ như vậy hắn sẽ không thể bắt được Lăng Hàn. Vậy thì hắn đã cách cái chết không xa. Lăng Hàn cười nhạt, nói: Hắc sát chú này, ta đã nhận được vài lần, đã sớm có thể kiềm chế đi. Quái, quái vật, huyết ảnh lão ma hoàn toàn không thể tin được hắc sát chú bá đạo và thống khổ tới mức nào đây cũng không phải là phương pháp hắn sáng tạo ra mà là một thứ hắn đoạt được ở trong động phủ viễn cổ rất có khả năng đây là một vị tiên vương sáng tạo ra hắn đã từng sử dụng ở trên thân của rất nhiều người được xưng là ý chí như sắt đá nhưng tối đa ba lần mỗi người đều sẽ kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ muốn bảo đối phương làm gì cũng được ví dụ như có một người được xưng là yêu vợ tới phát điên nhưng ở dưới tình huống không thể chịu nổi hắc sát chú hành hạ đã tự tay giết chết người vợ yêu của mình. Có một cường giả tiên phủ được xưng là trinh tiết liệt nữ, ở trong hắc sát chú, nhịn xuống nỗi sỉ nhục tiến vào thanh lâu, bị tiểu vũ giả đê tiện tùy ý đùa bỡn. Điều này làm cho huyết ảnh lão ma tràn ngập lòng tin đối với hắc sát chú. Không người nào có thể chống lại được nỗi thống khổ sau khi nguyền rủa phát ra. chương 2098, vô sỉ không hạn cuối. Nhưng lang hàn thì sao? từng chịu qua vài lần nguyền rủa phát tác, phải biết rằng cũng đã qua 4-5 năm, hắc sát chú này chắc hẳn cũng chỉ phát tác 4-5 lần. Tại sao lại thêm vài lần, chỉ có một khả năng, lăng hàn tiến vào phòng tu luyện thời gian, bởi vậy dòng thời gian bình thường trôi qua 4-5 năm, nhưng hắn lại từng trải đủ mấy trăm năm. Làm gì có được người như vậy, rõ ràng hắc sát chú là thống khổ như vậy, có thể khiến cho người có ý chí kiên định mấy đi nữa cũng phải ngoan ngoan gọi phụ thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn yên tâm để cho Lăng Hàn đi tới đan đạo thành. Hắn chắc chắn Lăng Hàn nhất định sẽ ngoan ngoãn làm việc cho hắn. Ai ngờ, tên biến thái này lại còn ngại số lần hắc sát chú phát tác quá ít, chủ động tiến vào phòng tu luyện thời gian chịu sự dày vò. Huyết ảnh lão ma thực sự bối rối. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua người nào giống như Lăng Hàn. Còn có thể là người sao? Quả thực chính là tiên kim hình người. Vậy đi tìm chết đi. Trong ánh mắt của huyết ảnh lão ma hiện lên một sự điên cuồng. Nếu như hắn đã không có cách nào bắt được Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ mất mạng. Vậy không bằng giết chết Lăng Hàn, kéo một người làm đệm lưng. Chết đi, tay phải hắn mở ra, hình như đang dẫn dắt sợi tơ vô hình. Hắn toàn diện phát nổ hắc sát chú, muốn đẩy Lăng Hàn vào chỗ chết. Nhưng khi một tiếng chết này vang lên, chỉ có gió núi lạnh lẽo run rẩy. Lăng Hàn vẫn đứng yên ở đó. Cái này, cái này, cái này, làm sao có thể như vậy được? Khi người chịu được thống khổ khi bị hắc sát chú phát tác điều đó chỉ có thể nói ý chí của ngươi thật đáng sợ. Nhưng hiện tại hắn đã phát động một đòn bỏ mạng của hắc sát chú. Cái này không có liên quan gì với ý chí, trực tiếp muốn lấy mạng người. Người thế nào lại có thể không chết được? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, chân phải của hắn nhấc lên, đi về phía trước. Một bước hạ xuống, trên người hắn lại có một đống huyết ảnh trùng bị chấn động rơi xuống. Không đợi rơi xuống đất, chúng đã hóa thành quy tắc tiêu tan. Đây cũng không phải là thực thể mà là phân hồn của huyết ảnh lão ma tập hợp quy tắc thiên địa hợp thành. Lão gia hỏa, không nên quên, người bây giờ chính là âm hồn cảnh. Người có thể dẫn phát được bao nhiêu uy năng của hắc sát chú. Lăng Hàn thản nhiên nói, khí lực của hắn mạnh mẽ tới mức nào. Công kích cấp bậc âm hồn làm sao có thể khiến cho hắn chết được. Huyết ảnh lão ma đã cắn rách đầu lưỡi, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đừng nói dễ dàng như vậy, cho dù ngươi là ngũ trảm, có thể sánh bằng dương hồn, nhưng vẫn thấp hơn so với hắn một cảnh giới nhỏ. Hắc sát chú đã gieo, trực tiếp ở trong người bạo phát ra. Cho dù cảnh giới tương đồng cũng có thể dễ dàng chém chết. Huống gì là cảnh giới nghiền ép, hắn trêu chọc phải một quái vật thế nào. Hiện tại lão gia hỏa tràn ngập hối hận, ban đầu hắn còn có hơn 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu tiên là bản nguyên bị tổn thương nặng nề, tiếp theo thiêu đốt bản nguyên còn lại mạnh mẽ khai chiến, tự tìm đường chết nếu như thượng thiên cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn nhất định cách xa lăng hàn. Không, trực tiếp giết chết ra hỏa kia, cướp giật bảo vật trên người hắn. Huyết ảnh lão ma còn phát giác trên người lăng hàn khẳng định có bảo vật kinh người, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy. Đến lúc này, người rốt cuộc vẫn còn chưa chết tà tâm. Lăng hàn hừ lạnh, bước chân hắn đi nhanh hơn, từng màng huyết ảnh trùng rơi xuống, toàn thân hắn cũng hoàn toàn hiện ra, đứng thẳng giống như một thanh thương đưa ngươi ra đi lăng hàn gào to một tiếng cửu thiên hỏa di chuyển hắn hóa thân thành một vị hỏa thần quay sáng điên cuồng đánh về phía huyết ảnh lão ma vương giả vô địch trong cùng giai hoàng giả nhảy qua một giai còn có thể vô địch như vậy đế giả thì sao nhảy qua hai giai vô địch ngũ chạm có thể coi như là loại dương hồn khác nhưng trung quy không phải là dương hồn cho nên khẳng định ảnh hưởng tới năng lực lăng hàn chiến đấu vượt cấp bởi vậy chống lại phân hồn hắn vẫn không có cách nào vô địch hơn hai giai, nhưng hơn một giai lại là dễ dàng. Huống gì huyết ảnh lão ma đã giàu hết đèn tắt, hắn một khi toàn lực ứng phó như thế, huyết ảnh lão ma lập tức lại rơi vào thế hạ phong. Không cần, huyết ảnh lão ma kêu lên thảm thiết nói, ta cũng không có được mấy năm sống sót nữa, thả cho ta một con đường sống, để cho ta xử lý hậu sự một chút. Lăng Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặt của lão gia hỏa này dày đến mức nào, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra không biết xấu hổ đến mức hoàn toàn đến giới hạn cuối cùng. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, lão gia hỏa này trước đó đánh lén đối với hắn, hạ chú, ăn cắp tiên thiên đào phù cho hắn. Tất cả cũng đủ chứng minh hắn vô liêm sỉ, người vẫn nên ra đi sớm một chút, để tránh lại đi gây tai họa cho người khác. Lăng Hàn không chút lưu tình, từng quyền đoạt mạng, a a a, lão phu liều mạng với ngươi, huyết ảnh lão mà bạo phát ra một chút xíu lực bản nguyên cuối cùng. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn hắn vẫn bị đánh ép, mà lực bản nguyên của hắn vốn đã rất ít ỏi. Hắn liều mạng như vậy chính là đóa phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ lụi tàn. Lão phu hận, 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 lão gia hỏa cũng biết mình không ổn, ngửa mặt lên trời gầm lên ba tiếng giận dữ. Hắn đơn giản là không chống cự được nữa. Người được xưng là thế hệ thiên kiêu, không biết xấu hổ ra tay về phía một người không đánh trả sao. Ta, nhổ vào, lang hàn vốn tưởng rằng đã biết được giới hạn vô sỉ cuối cùng của lão gia hỏa này. Nhưng hắn trăm triệu lần thật sự không ngờ được đối phương còn có thể nảy sinh cái mới. Đánh không lại thì đánh không lại, lại còn hùng hồn nói không chống lại người. Như vậy phải cần có da mặt dày thế nào mới có thể nói được. Hắn cũng lười quát lại, chính là một quyền đập tới. Người sớm chết sớm siêu sinh, có thể nói là không chống cự. Chỉ thấy một quyền đánh tới, dưới chân huyết ảnh lão ma vẫn lùi lại một bước, đưa tay ra ngăn cản. Cái này, đừng nói lăng hàn không nói gì chính là đám người nghiêm tiên lộ cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Lão gia hỏa này tốt xấu cũng đã từng là cường giả thăng nguyên cảnh, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Không biết xấu hổ đến kinh thiên động địa, buồn nôn, hỏa quyền của Lăng Hàn liền đánh qua. Sau hơn 10 quyền, hắn đã đánh huyết ảnh lão ma thành cặn bã. chương 2099, Tam Sư Huynh Thượng Tàn hồn huyết ảnh lão ma của hãy còn chưa có tiêu tan, phiêu tán ở trong không khí, tràn ngập quyến luyến đối với tính mạng nhưng tàn hồn không có chỗ nương tựa, rất nhanh đã tiêu tan sạch sẽ, hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này. Lăng Hàn, chúng ta đi chơi đi. Hổ nữ chạy tới, kéo một cánh tay Lăng Hàn, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Nữ hoàng cũng đi tới, kéo một cánh tay khác của Lăng Hàn, thể hiện chủ quyền. Chống lại nữ nhân khác, nữ hoàng luôn luôn ung dung. Nhưng hổ nữ quả thật làm cho nàng cảm nhận được áp lực. Đại yêu tinh, nhanh buông Lăng Hàn của ta ra. Hổ nữ ghen, nữ hoàng chỉ khinh thường đảo mắt nhìn qua, cũng không để ý tới. Nàng mới không có hứng thú tranh luận cùng loại tiểu nha đầu này. Oa oa oa, tức chết ta mà. Hổ nữ giận tím mặt, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là khuyên can, trấn an hổ nữ. Lăng Huynh, xem ra người phải bận rộn rồi. Vậy nghiêm mố cũng nói ngắn gọn, hiện tại còn cách thời điểm bí cảnh mở ra khoảng 10 năm. Người tốt nhất chuẩn bị một chút, nếu có thể đạt được ngũ trảm đỉnh phong trước lúc đó là tốt nhất. Nghiêm Tiên Lộ nói, hắn lại bỏ thêm một câu, ngàn vạn lần không nên coi thường thiên kiêu của Quảng Long Thiên. Ngươi chỉ có đạt được ngũ trảm đỉnh phong mới có thể địch nổi. Trước đó, hắn cùng Lăng Hàn giao đấu 10 chiêu, hắn tự cảm thấy mình có chút chiếm thượng phong. Nhưng ngay cả hắn cũng không địch lại Thạch Tu Văn, vậy Lăng Hàn tất nhiên càng không thể nào là đối thủ. Lăng Hàn chỉ gật đầu, hắn cũng không có nói ra, thật ra hắn mạnh nhất chính là thể phách. Hơn nữa hắn còn chưa sử dụng hai đạo thiên địa bản nguyên cửu thiên hỏa huyền âm mẫu thủy này còn có ba loại quy tắc trí cao của hắc tháp đối phương nói không sai hắn quả thực phải nhanh chóng đạt được ngũ trảm đỉnh phong ngoại lực có thể không mượn vậy thì tốt nhất không cần phải mượn sử dụng tới vậy hẹn gặp lại ở tam hoa cốc lăng hàn nắm tay nữ hoàng hổ nữ rời đi lữ hải dung lại chịu không nổi cảnh tượng hổ nữ quấn lấy lăng hàn mắt không thấy tâm không phiền nàng ẩn thân ở chỗ tối chỉ có điều chỉ cần hổ nữ gặp phải nguy hiểm nàng nhất định sẽ xuất hiện trước tiên a à đúng rồi lang hàn vỗ đầu một cái tay phải rung lên ném nhu yêu nữ từ trong thần khí không gian ra ngoài tuy rằng yêu nữ này có thể tự mình đi ra nhưng nàng cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào nếu như còn ở tam dương phong có khả năng nàng vừa đi ra sẽ phải chết đầu tiên nhu yêu nữ cảm thấy sừng sốt sau đó ánh mắt nhìn về phía Lăng hàn có phần là lạ gia hỏa kia lại có thể cho mình bảo vật chân quý như vậy không kèm theo một điều kiện nào. Thậm chí không cần nàng nói một tiếng cảm ơn, điều này làm cho nàng thật ra vô cùng cảm động. Nhiều ngày như vậy trôi qua, nàng tất nhiên đã luyện hóa thiên đạo ngọc, đền bù lại tất cả thiếu hụt ở trên con đường tu luyện, từ chém bản thân biến thành chém thiên địa, thành hoàng giả. Hơn nữa còn là hoàng giả đỉnh cấp, nhưng nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy hổ nữ, trên đời này lại có thể còn có một mỹ nhân tuyệt thế có thể sánh ngang cùng nữ hoàng. Hổ nữ lại ghen tuông trùng thiên, nàng hung tợn nhìn nhu yêu nữ, nói, Lăng Hàn, người thật là xấu xa, có thêm một đại yêu tinh không tính là gì, lại còn lấy một hồ ly tinh. Lăng Hàn mỉm cười, nói, đừng hồ đồ, đây chỉ là một bằng hữu nhu yêu nữ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, a chỉ là một bằng hữu sao, nụ cười này quyến rũ tới tận xương, hồ ly tinh, còn dám cười, ta chặt đầu hồ ly ngươi, hồ nữ tức giận nói, Lăng thiếu, nàng thật hung dữ, nhu yêu nữ nói, còn cố ý trốn đến phía sau lưng lăng hàn, bộ dạng hiểu điệu. Đáng ghét, đáng ghét, hổ nữ tức giận kêu to, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Không nên đùa nàng, cẩn thận đùa chết chính mình, nữ hoàng nói, ngay cả nàng cũng không có lòng tin có thể chiến thắng được hổ nữ. Huống gì là loại người kém cỏi như nhu yêu nữ này. Nàng nói ra một câu như vậy, là bởi vì hổ nữ thật sự sẽ giết người. Nàng lại không muốn lăng hàn thiếu một đỉnh lô tu luyện tuyệt hảo. Nhu yêu nữ cũng có chút hối hận ánh mắt kia và biểu tình kia của hổ nữ tuyệt đối là hung hãn ép người không có khả năng đang đùa giỡn một chút nhưng nàng cũng có chút không phục ngoại trừ không bước vào ngũ chảm ra nàng ở trong chảm trần tuyệt đối là tồn tại đứng đầu cần phải sợ hổ nữ sao một ngón tay là có thể chấn áp ngươi lang hàn gật đầu hổ nữ lại là ngũ chảm có khả năng còn lợi hại hơn so với ta một chút dù sao hắn vừa mới tiến vào ngũ chảm nhưng hổ nữ đã là ngũ chảm đỉnh phong ngũ chảm nhu yêu nữ nhất thời chỉ có phần phục tùng nàng tu luyện chính là mỹ công mỹ công không chỉ có quyến rũ nam nhân mà thôi miệng nàng phóng ra hoa sen hoàn toàn lựa chọn những điều hổ nữ thích nhất ví dụ như lăng hàn thích nàng tới mức nào tưởng nhớ nàng tới mức nào nhất thời khiến cho tiểu nha đầu cười đến mức miệng cũng ngoác ra được hồ ly tinh đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang vuốt mông ngựa chỉ có điều nhìn ngươi vẫn tính là thuận mắt tạm tha cho ngươi một lần hổ nữ tùy tiện nói nàng lại hoàn toàn cũng không ngu lăng hàn cũng thả thiên phượng thần nữ ra tất nhiên lại khiến cho hổ nữ ăn giấm chua một hồi sau khi được lăng hàn ôm lấy an ủi thông suốt một hồi lúc này nàng bớt giận dù sao xa nhau đã quá lâu trong lòng nàng phần nhiều chính là tưởng niệm hai tiểu hoa nhi tử lại khiến cho hổ nữ cười to dứt khoát kêu to thú vị bọn họ quay về đan đạo thành có lòng ưng tốc độ của bọn họ tất nhiên tăng lên rất nhiều hơn một tháng sau bọn họ liền trở về đan đạo thành Lăng Hàn đi bái kiến Tử Thành đại sư, sau khi nói sơ qua tình huống một chút, hắn lại bắt đầu bế quan. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm, một, hắn cần nâng cao thực lực Đan đạo, mau chóng bước vào cấp bậc Tam tinh. Hai, hắn cũng muốn tu luyện võ đạo, đạt được ngũ trảm đỉnh phong. Sau hành trình bí cảnh, hắn sẽ đột phá phân hồn. Ở tiên vực, nâng cao mỗi một cảnh giới lớn đều cần đi tới chỗ đặc biệt. Phân hồn đạo, bốn cảnh giới nhỏ đều phải đi tới những nơi khác nhau để đột phá không giống như chạm trần chỉ cần một chém sau đó có thể không cần đi nữa giống như chạm trần cũng có rất nhiều nơi có thể đột phá phân hồn mà đột phá ở những nơi khác nhau đối với chiến lược sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn